vài người tư vấn, vài người tư vấn với mình và mình có tìm hiểu chọn lọc xong cái list công việc mà mọi người mong muốn mình đi làm, và mình chọn lấy cái công việc ở Infinity này để định hướng lại với các bạn sinh viên về cái việc học của mình cho nó đúng đắn. Nó không chỉ là một công việc đem lại thu nhập cho mình mà nó còn có ích cho toàn xã hội nữa. Và rất là may mắn là bạn Thủy là người đồng hành cùng mình trên cái chặng đường này, được chia sẻ những cái link rất là học tập rất là hay và mang được một cái nguồn năng lượng rất là tích cực cho những ngày tiếp theo. Cảm ơn Thủy rất là nhiều, cảm ơn mọi người ạ. Vâng. Mong mọi người được lắng nghe mọi người chia sẻ nhiều hơn nữa. Vâng, cảm ơn rất là nhiều bạn Hằng nha. Bạn Hằng là một người rất là tình cảm, luôn nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống, và rất là may mắn bởi vì Thủy cũng đã được quen và đồng hành cùng với bạn Hằng trong thời gian còn là sinh viên, cũng như là bây giờ khi đi làm rồi vẫn có duyên làm được việc với nhau. Ngày hôm nay lại có duyên được tham gia chương trình của nhóm năm nữa thì rất là hân hoan và vui mừng khi mà có sự hiện diện của Hằng ngày hôm nay. Cảm ơn Hằng rất là nhiều. Chúc cho Hằng ngày hôm nay sẽ có góp nhận thêm được nhiều kiến thức mới nha. Dạ vâng, thì bây giờ thì chúng ta cũng đã đến giờ bắt đầu rồi, thì xin phép tất cả anh chị. Vâng, hân hoan chào đón tất cả toàn thể các anh chị khách mời và thành viên tham dự buổi talk show của nhóm 5 lớp X3 năng suất khóa 7 ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, Thủy xin chân thành cảm ơn các anh chị đã bớt chút thời gian quý báu của mình để vào đây nghe chia sẻ, tương tác và tạo động lực cho ban tổ chức. Sự hiện diện của toàn thể các anh chị chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Bởi vậy, xin chúc cho tất cả các anh chị, chúc cho chúng ta sẽ gom nhặt được thêm thật nhiều giá trị. Chúc cho chương trình của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Và bây giờ, chúng ta sẽ bước vào nội dung chính của buổi talk show ngày hôm nay. Và trước tiên, để buổi chia sẻ được diễn ra được suôn sẻ, thì chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau một số quy định như sau. Thứ nhất là anh chị vui lòng bật camera nhiều nhất có thể. Đó, và khi bật camera thì chúng ta cũng sẽ chú ý trang phục này, hay là góc ngồi để mình có cái sự tập trung nhất, và chúng ta sẽ tạo ra một cái nét văn hóa thật là nghiêm túc của lớp mình. Đó. Thứ hai là trong buổi Zoom ngày hôm nay thì một phần để tạo nên cái sự thành công của chương trình đó chính là nhờ vào cái sự tương tác của các anh chị. Đó, vậy nên là chúng ta cùng thống nhất với nhau là với bất kỳ câu hỏi nào được ban tổ chức đưa ra thì chúng ta sẽ đều trả lời vào khung chat. Đó, các anh chị có đồng ý không ạ? Nếu mọi người đồng ý thì hãy cùng chat số 1 vào khung chat đi ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Và cái sự thống nhất thứ ba là ban tổ chức xin phép là sẽ tắt mic của mọi người. Nếu mà anh chị nào được mời phát biểu này, được mời chia sẻ hoặc là có nội dung muốn chia sẻ, vui lòng ấn vào biểu tượng giơ tay. Đó, hoặc là để lại tin nhắn trong khung chat để được ban tổ chức hỗ trợ nhé. Dạ vâng, anh chị đã nắm được các quy tắc chung chưa ạ? Nếu mà mọi người nắm được rồi thì chúng ta vui lòng ấn số 2 nha. Ấn số 2 vào khung chat nha. Dạ vâng, em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thưa các anh chị, thì đến với chương trình, ban tổ chức chỉ mong rằng là có thể tổ chức một chương trình để giúp các anh chị nâng cao được cái năng suất làm việc của mình hơn. Đó. Chứ đây không phải là một chương trình để quảng bá hay giới thiệu bất kỳ một khóa học nào cả. Đó. Với cái tâm cho đi, ban tổ chức muốn chia sẻ những bài học hay, những bí quyết quý báu mà chúng tôi đã đúc kết được và đã được chứng thực bằng thực tế sau 30 ngày rèn luyện. Và chúng ta cùng nhau ở đây tương tác với một cái tâm cởi mở nhất có thể. Được chưa ạ? Anh chị nào đồng ý thì hãy chat số 3 và cùng chat nhé. Vâng, rất cảm ơn sự tương tác của các anh chị. Và sau đây, Thủy xin công bố về lịch trình chung của buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ tổng quan về những vấn đề đó mà mọi người trong số đó có cả chúng ta nữa đang gặp phải trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy là chưa thực sự happy sau một ngày làm việc hết mình, đi ngủ mà vẫn chưa cảm thấy thật sự thoải mái về ngày hôm nay. Đó. Nội dung thứ hai đó là nội dung về cách mà chúng ta có thể làm để thay đổi những nỗi đau đó, cải thiện được năng suất. Chúng ta vẫn làm việc hết mình nhưng vẫn thấy có sự thảnh thơi trong tâm hồn và có thời gian chia đều cho công việc, cho gia đình, cho bản thân để mỗi ngày trôi qua đều là ngày trọn vẹn và ý nghĩa. Thứ ba là chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ câu chuyện nổi bật từ hai thành viên của nhóm 5 sau khi đã được ứng dụng trong 30 ngày chuyển hóa và những bài học mà họ rút ra là gì.
anh chị có thể áp dụng được điều gì hay từ hành trình thay đổi của họ. Nội dung thứ tư là chúng ta sẽ giao lưu sâu hơn với các anh chị khách mời. Đó, lắng nghe những chia sẻ cảm nhận này, chia sẻ về câu chuyện của các anh chị để ban tổ chức có thể là giải đáp và giúp đỡ anh chị được phần nào luôn. Nội dung thứ năm là lắng nghe thêm ba câu chuyện nữa về hành trình chuyển hóa, về ba khía cạnh khác. Đó, và từ đó thì chúng ta lại tích cóp thêm những bài học mới, những giá trị mới. Và nội dung thứ sáu là ban tổ chức sẽ có những phần quà. Những phần quà dành tặng cho những anh chị đã tham gia chương trình và ở lại đến cuối cùng với ban tổ chức. Đó, món quà này thì là sự tâm huyết từ Viện Đào tạo Bách Khoa để giúp anh chị ứng dụng dễ dàng những bí quyết ngày hôm nay được chia sẻ. Đồng thời là ban tổ chức cũng xin gửi anh chị những cái template để anh chị có thể dễ dàng ứng dụng nhanh nhất cho cuộc sống, cho công việc của mình để chúng ta thực sự là có thể x3 năng suất. Đó. Anh chị nào đã nắm được toàn bộ lịch trình hôm nay thì vừa chia sẻ thì ta sát số 1, chat số 1 vào khung chat nha. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vâng, bây giờ anh chị nào đã sẵn sàng để bước chân vào phần đầu tiên đó, chúng ta hãy cùng nhau chat xuống chữ SS tượng trưng cho hai chữ sẵn sàng. Nào, xin mời anh chị cùng comment ạ. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều với tinh thần sẵn sàng đó. Khi các anh chị đã sẵn sàng thì bạn Nguyễn Văn Cường sẽ xuất hiện. Đó, xin anh chị hãy dành một tràng vỗ tay để chúng ta gửi đến bạn Cường để bạn lên chia sẻ nội dung đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, những nỗi đau mà chúng ta đang gặp phải và cách mà chúng ta sẽ giải quyết chúng. Xin mời bạn Cường. Em cảm ơn chị Thủy. Xin chào tất cả mọi người. Xin mời bạn Cường mở mic lên ạ. Dạ vâng, em mọi người đang nghe rõ chưa ạ? Rõ rồi. Em xin được phép chia sẻ màn hình của mình. Chị Thủy ơi, cho em cái quyền host để em chia sẻ màn hình nha. Anh Biển ơi, em xếp nhờ anh Biển. Rồi Cường ạ, dường rồi Cường ạ, ok. Rồi, cảm ơn anh. Ok, xin được chào tất cả các anh chị, tất cả mọi người. Thì đầu tiên thì em xin được phép giới thiệu, em tên là Cường, năm 1998. Thì hiện tại em đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại em đang phụ trách phòng kinh doanh của công ty về giải trí và truyền thông. Thì hôm nay em xin được đại diện thành viên của nhóm 5 trong lớp X3 năng suất trên được chia sẻ những cái điều khái quát nhất về một khóa học mà bọn em cho rằng nó rất là tuyệt vời và nó giúp mình rất là nhiều điều trong 30 ngày vừa qua. Thì em xin được phép bắt đầu. Thì cái khóa học này thì có tên đầy đủ là 30 ngày X3 năng suất. Thì như cái tên như vậy đó thì nó sẽ nằm khóa học dài tận 30 ngày và mục tiêu của nó là X3 năng suất. Hay một mục tiêu mà nghĩa đơn giản hơn đó là tạo ra một thế hệ người Việt làm việc với kết quả. Tại sao lại như vậy? Nó xuất phát từ những cái nỗi đau mà rất nhiều người làm gặp phải và chính cá nhân em và cũng những người đồng đội trong nhóm năm cũng đã gặp phải. Thì đó là những cái nỗi đau gì? Thì các thành viên nhóm năm đã tổng hợp lại những cái nỗi đau chủ yếu mà mọi người đã gặp trong quá trình đi làm. Thì đầu tiên có thể kể đến nỗi đau nhiều nhất đó là hiệu suất cá nhân kém. Hiệu suất cá nhân kém thì đó là cái việc mà chúng ta cái khối lượng công việc đã không có thể làm được nhiều hơn và nó cũng có thể đi cùng luôn là cái chất lượng công việc cũng không được tốt cho lắm. Đôi khi chúng ta bị trễ deadline, chúng ta bị quên lịch họp, chúng ta lộn bản báo cáo nhưng mà chúng ta bị thiếu phần này, quên phần kia. Rồi những cái công việc mang cái tính phân tích hay là mang cái tính cần đầu tư nhiều thời gian nhưng mà chúng ta cứ phải chờ đến cái gần deadline chúng ta mới làm và cuối cùng kết quả tạo ra không được như mong muốn. Thì đó là cái hiện trạng của việc hiệu suất cá nhân kém. Thứ hai là thiếu tập trung. Trong cái thời đại internet như hiện tại thì bủa vây chúng ta đó là rất nhiều những cái thứ để mà lấy đi sự tập trung của chúng ta. Có một câu chuyện vui đó là có một người chủ kênh, đó là chủ kênh Web 5 ngày, thì anh có nói đùa rằng là hầu hết thì con người được sinh ra và được trời phú trong một cái năng lực đó là thiếu tập trung, chứ còn không có ai được sinh ra với một cái năng lực được tập trung sẵn cả, và đó là cái sự rèn luyện và nó là cái sự bản lĩnh vượt qua những cái
cám dỗ những cái thứ kéo sự tập trung của chúng ta. À, chúng ta phải thấy những cái thứ kéo sự tập trung của chúng ta, điển hình đó là TikTok, đó là YouTube, đó là Facebook. Sẽ ra sao nếu một người đi làm mà chỉ tập trung được có 5-10 phút là phải thoát ra để mà check YouTube, check Facebook, check thông báo, check like, check inbox gì đó. Sẽ ra sao nếu như mà năng lực tập trung của chúng ta nó chỉ được khoảng vài chục phút một ngày và chúng ta phải nghỉ? À, thì cái điều thiếu tập trung này nó là một điều rất nguy hiểm, nó ảnh hưởng trực tiếp tới những cái kết quả công việc của chúng ta tạo ra trong cái thời gian chúng ta làm, và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống cá nhân của chúng ta nữa. À, nếu như mà chúng ta cứ đi theo những cái điều kéo sự tập trung của chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ không còn thời gian để làm được những cái việc quan trọng, và từ đó thì cái sự nghiệp của chúng ta sẽ rất khó phát triển. Tiếp theo đó là không biết một ngày chúng ta làm những gì. Không biết ở đây ai đã từng trải qua cảm giác này hay chưa? Tức là một ngày trôi qua dài, chúng ta làm rất là nhiều việc, nhưng cuối cùng khi buổi tối mình nghĩ đến hôm nay mình đã làm những gì nhỉ? Thì mình cũng có thể là mình còn quên mất luôn. Thì không biết là ở đây có ai gặp cái tình trạng như vậy chưa? Có ai giống đội 05 trong lớp học không ạ? Có thể là xin mời các cái thành viên bạn của em là các bạn trong đội kinh doanh của công ty Theta được không? Mời Dương, Vũ Quang Dương. Dạ, em chào mọi người ạ. Em tự giới thiệu, em là Vũ Quang Dương. Thì em là một thành viên trong đội nhóm của anh Cường ấy ạ. Và em xin có một chút chia sẻ. Ở trong một đội nhóm thì nó rất hay là xảy ra được những cái câu chuyện mà ngoài ý muốn. Thứ nhất là cái hiệu suất công việc mà kiểu giống như là việc như là mình không đạt được một hiệu quả gì đấy thì mình sẽ cảm thấy mình yếu kém hoặc mình thấp kém đi mọi người khác, và mình chuyên tập trung vào những cái đấy và mình không quên cải thiện những cái hướng tốt hơn. Ok, cảm ơn Dương. Nói về đội nhóm thì rất nhiều vấn đề đúng không? Nhưng mà có một cái vấn đề mà chúng ta đôi khi có một người hay nói đùa, đó là làm việc đội nhóm tức là phải gánh người khác. Tức là chúng ta đến với nhau tạo ra một đội nhóm, mục tiêu là để nhiều người cùng hợp sức vào để mà nhiều người cùng làm một việc lớn, nhưng cuối cùng thành ra là một người kéo mọi người. Thế không biết là mọi người cũng có gặp cái tình trạng này bao giờ chưa, nhưng mà đó là một tình trạng gặp rất là nhiều ngoài kia, đó là những đội nhóm hiệu suất thấp. Đó là biểu hiện bởi những cái sự không liên kết giữa các thành viên. Các thành viên thì không hiểu rằng mục đích chung là chúng ta là gì, và chỉ cần một vài thành viên trễ hẹn rồi một vài thành viên có lý do này, nó là sẽ khiến cho cái kết quả chung của nhóm đi xuống rất là thảm hại. Rồi tiếp theo, bản thân dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Trong cái cuộc sống công việc của chúng ta thì có vô vàn thứ nó ngoài cái dự định của chúng ta. Có một cái thống kê thú vị, đó là 80% thời lượng một chuyến bay dành cho việc điều chỉnh lại cho máy bay bay đúng đường bay ban đầu. Thì trên máy bay trên trời nó chả có phải tránh cái gì cả, nhưng thực tế thì nó luôn luôn để điều chỉnh lại cái đường bay của nó. Thì cái điều này chứng tỏ rằng kể cả khi bạn có một kế hoạch rất là hoàn hảo, rất là đầy đủ chăng nữa, thì trong mọi lúc đều có thể xảy ra tình huống phát sinh, nên bạn sẵn sàng tâm lý cho những cái việc ngoài phát sinh, ngoài cái ảnh hưởng, ngoài cái dự định ban đầu, đó là những ảnh hưởng bên ngoài, để cho chúng ta xử lý được những việc đó mà nó không kéo đi một ngày tồi tệ của chúng ta. Rồi cái vấn đề tiếp theo, với một vài thành viên đã có những cái lứa tuổi rồi, thì anh chị có chia sẻ rằng cái sức khỏe của mình sau những năm tháng làm việc rất là chăm chỉ và rất là cống hiến, thì đến nay thì đôi khi sức khỏe của mình nó đi xuống và chúng ta dễ bị ốm hơn hay là dễ bị mệt hơn, thì đó cũng là một tình trạng rất là nguy hiểm, rất là không nên khi mà chúng ta đánh đổi công việc để đổi sức khỏe là điều không ổn chút nào. Thì đó là những cái nỗi đau mà các thành viên nhóm 5 đã gặp, và đó là lý do tại sao chúng tôi đã tham gia các bạn. Thì với những cái điều đó thì nếu như mà chúng ta duy trì tiếp những cái nỗi đau đó mà mang tiếp nó trên một cái hành trình thì sao? Đi cùng với những cái điều đó thì cái điều gì sẽ diễn ra? Chắc chắn đó là một cái cuộc sống nó sẽ rất là, nó giống như một cái lục bình trôi vậy, nó rất là lênh đênh trên dòng sông, và dòng sông cuộc đời đưa chúng ta đến đâu thì chúng ta chịu đến đó, nó đưa chúng ta đến một cái khúc cây và mắc kẹt nào đó, hay là đưa chúng ta qua bờ này qua bờ kia. Vì vậy chúng ta sẽ có thể bị một cuộc sống đó là ban ngày đi làm rất là mệt, nhưng mà cuối tháng lương tạo ra thì cũng không được nhiều bởi vì hiệu suất của mình kém.
nên rồi là cũng không được thoải mái bởi vì đồng đội hay là đội nhóm cũng thiếu kết nối với nhau, rồi là đi làm một thời gian thì tiền lương cũng không quá nhiều, rồi là những khoản thu nhập khác không quá nhiều thì nó dẫn đến những căng thẳng khác cuộc sống, rồi nó có thể sinh ra là những cái mệt mỏi về tinh thần, rồi là ảnh hưởng sức khỏe, thì đó là cuộc sống mà chúng ta không hề mong muốn một chút nào. Thì có một câu mà cá nhân em rất thích, đó là cuộc sống không tôn vinh những cái điều dễ dàng. Những cái điều thì thường là ai cũng thích những cái điều dễ dàng, và cuộc sống này được thiết kế để mà đánh lừa chúng ta rằng chúng ta nên làm những điều dễ dàng và né tránh những điều khó khăn. Thì thay đổi chính là một điều khó khăn, chăm chỉ hơn là một điều khó khăn. Thế thì nếu như mà muốn chúng ta có mong muốn là tạo ra một kết quả mới cho cái sự nghiệp của mình, cho cái công việc của mình, cho sức khỏe của mình, thì buộc chúng ta phải làm cách làm mới, chứ không thể nào mà chúng ta làm một cách làm cũ, đi làm theo một cách làm cũ, tư duy theo một cách làm cũ, rồi ứng xử mọi thứ theo một cách cũ mà chúng ta mong kết quả mới, thì điều đó là điều không hợp lý. Thì với khóa học X3 thì một khóa học mà vì mà trải dài đến tận 30 ngày, mỗi ngày đều học thì nó là một khối lượng công việc, khối lượng học tập rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì lúc kết lại thì nó gồm có 5 phần chính. Một đó là Mindset X3. Mindset X3 thì nó nói đến cái việc là chúng ta nảy ra một cái ý tưởng rằng chúng ta sẽ phải thay đổi theo cái kiểu gì, chúng ta sẽ phải thay đổi theo cái phương hướng thế nào, thì cái mindset này sẽ cung cấp cho ta cái điều đó. Số 2 là OKR. Đây là những phương pháp được ứng dụng bởi những tập đoàn lớn của thế giới, như Google, rồi nhiều tập đoàn lớn khác họ đã thành công với phương pháp này. Thì đây đơn giản là cái phương pháp khi chúng ta có tư duy rồi cộng thêm cái cách làm thì chúng ta sẽ bắt đầu có những thành quả. Tư duy cộng với cách làm thì chúng ta bắt đầu có những thành quả. Thế để cái thành quả đấy nó được duy trì và được phát triển theo thời gian thì chúng ta cần cái sự nỗ lực tập trung. Tiếp theo, để cái thành quả đấy nó tiếp tục tăng tiến, chứ nó không phải nó lên được một đoạn nó xuống, thì chúng ta cần Kaizen. Kaizen là một phương pháp cải tiến của người Nhật, cải tiến liên tục, cải tiến hàng ngày. Thì tổng quan lại bốn cái điều trên thì nó thường xuất phát từ cá nhân mình nhiều hơn, và chúng ta cần phải sử dụng những cái sự nỗ lực của mình. Thì nếu như mà chúng ta nỗ lực nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thì quả thật nó rất mệt mỏi, và đôi khi chúng ta sẽ bị cảm thấy cô đơn trên cái chặng đường đó. Thì để khắc phục cái điều này thì lớp X3 sẽ cho các bạn thêm một cái môi trường 3 mẫu vật. Thì đó là môi trường gồm thầy sách và bạn, thầy hiền trí, sách tinh hoa và những người bạn tốt. Những người bạn tốt thì được định nghĩa đơn giản rằng là những người mà có thể có khả năng kéo chúng ta ra khỏi những cái thói xấu, chứ không phải là những người bạn mà sẵn sàng là rủ chúng ta đi uống bia vào cuối ngày. Cái điều đặc biệt của khóa học X3 này thì nó đặc biệt hơn nhiều khóa học khác. Với cá nhân em thì cũng đã từng tham gia khá là nhiều khóa học từ thời sinh viên cho đến khi đi làm. Thì nhận ra X3 thì nó có một cái điểm và điểm đặc biệt như sau. Một, học đúng. Nghe từ học đúng thì đi học thì đương nhiên phải được học đúng rồi. Nhưng mà tại sao lại liệt kê nó ở đây? Thì em thấy rằng là có rất nhiều lớp ở bên ngoài thì họ dạy một cái lượng kiến thức có thể được tổng hợp từ những cái phương pháp của phương Tây, phương Đông, rồi rất là nhiều nguồn khác nhau. Và họ cho rằng đó là một cái phương pháp hợp lý, họ ứng dụng nó thành công thì họ cho rằng đó là phương pháp hợp lý. Nhưng tuy nhiên thì về lâu về dài thì chưa chắc đó là hợp lý. Có những cái phương pháp có thể kiếm tiền rất nhanh nhưng không giúp chúng ta hạnh phúc. Ngược lại, có những cái phương pháp giúp chúng ta hạnh phúc theo ngắn hạn nhưng về dài hạn thì không. Thì ở X3 thì học đúng được, cá nhân em hiểu rằng là mình được học một cái kiến thức đúng. Cái kiến thức này thì được xuất phát từ nền tảng của nhân quả và những triết lý của phương Đông, triết lý của nhà Phật, nên nó đảm bảo với chúng ta rằng đó là những cái triết lý mà những người tiền trí đã để lại và đảm bảo cho cái việc là những học viên thì được học những kiến thức đúng và sâu sắc. Thứ hai đó là tìm đúng. Tìm đúng ở đây thì nó là tìm về những cái nguyên nhân gốc rễ của những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải là gì. Chúng ta nói rằng chúng ta bị thiếu tập trung. Thiếu tập trung thì nguyên nhân có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân gốc rễ là gì? Nếu như mà chúng ta đi tìm được đúng cái nguyên nhân gốc rễ và xử lý được đúng nó, thì mọi cái nguyên nhân vo ve khác nó sẽ tự được giải quyết. Cái cuộc đời nó có điều hay rằng là nó bày ra trước mặt chúng ta rất nhiều thứ và bắt chúng ta phải lựa chọn. Nhưng mà có một điều rất là khổ đau, đó là đôi khi chúng ta lựa chọn sai thì chúng ta phải làm. Cái tìm đúng ở đây đó là tìm thêm, khi mà chúng ta tìm được nguyên nhân của những vấn đề của chúng ta rồi, chúng ta phải tìm được đúng cách làm, tìm được đúng cái việc phải làm. Và có một cái tư duy, đó là việc mà chọn đúng thì tốt hơn.
bạn có thể chọn đi trên một cái con đường đúng và cố gắng đi trên con đường đó thì nó tốt hơn rất nhiều là chúng ta chọn một con đường nỗ lực đi. À, thì nếu như mà chúng ta có một cái, nếu như mà chúng ta lựa chọn thì nó quan trọng hơn nỗ lực như vậy. À, cái nỗ lực đó là điều kiện cần để tạo ra bất kỳ một thành quả nào, nhưng cái lựa chọn đúng thì nó tạo ra một cái kết quả lớn hơn là nỗ lực mà chọn không đúng. Tiếp theo nữa là với khoa học X3 thì nó là một cái sự áp suất rất lớn cho các học viên. Áp suất ở đây đó là ban tổ chức tạo ra một khoa học mà người học cảm giác là mình không phải đang đi học mà là mình đang phải làm một cái việc gì đấy, cái khối lượng công việc cũng rất là nhiều, khối lượng bài tập rất là nhiều, thì những cái áp suất đó nó chính là những điều không dễ dàng mà ban tổ chức thiết kế ra để đẩy chúng ta ra khỏi cái vùng an toàn, đẩy chúng ta ra khỏi những cái điều tầm thường hàng ngày. Rèn mình trong cái áp suất đó thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Cái điều tiếp theo của khoa học X3 đó là cái đệ nhị thân đồng hành. Cái đệ nhị thân là một cái phương pháp rất là hay trong cái khoa học này. Thì các bạn có thể hình dung đơn giản đó là chúng ta sẽ có thêm hai người đồng đội rất thân thiết, nhắc nhở, kèm cặp, hỗ trợ chúng ta hàng ngày trong bất kể vấn đề gì liên quan khoa học. Hàng ngày gọi điện cho nhau, hỗ trợ nhau, tâm sự với nhau và rất nhiều hỗ trợ khác. Và chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn trên cái chặng đường này. Và cái đây là một điều rất đặc biệt của khoa học này so với những khoa học khác. Những khoa học khác thì chúng ta đều đi học ở một cái hội trường lớn hay là học ở những phòng Zoom hay là cái gì đó thì chúng ta chỉ có những người bạn học thông thường thôi và cái câu chuyện nó cũng không có được sâu sắc lắm. Nhưng mà với tham gia X3 thì từ những người xa lạ ở trong nhóm 05 thì có một vài anh chị ở Hà Nội, có một vài anh chị thì ở ít trong miền Nam rất là xa và cách cả xa cả lứa tuổi. Ví dụ như em là 98 đang là lứa tuổi thấp nhất trong khối năm, nhưng mà nhờ khoa học X3 mà đã được quen và được thân với những anh chị cũng có cái lứa tuổi xa hơn mình rất nhiều và thậm chí ở vùng miền xa rất nhiều. Thì đó là cái điều khá là hay khi mà chúng ta tham gia vào X3, nó cho môi trường này sẽ cho chúng ta những người bạn tốt, những người bạn mà có cùng chí hướng tín thủ như chúng ta, có cái năng lực rèn luyện như chúng ta. Và tiếp theo nó là 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là thời gian của bạn này, một khóa học mà nhiều học viên nghe xong là học vào lúc 5 giờ sáng thì cũng đã có cái tinh thần không dám tham gia rồi. Cái đó khóa học mà được thiết kế ra một cách là rất là áp lực như vậy, học lúc 5 giờ sáng những ngày đầu tiên cực kỳ là buồn ngủ luôn. Thì ở đây thì không biết là có ai có cái thói quen dậy sớm lúc 5 giờ sáng để có thể học được không ạ? Như em và chắc là các thành viên trong khóa 5 thì chắc là ban đầu cũng không có nghĩ là mình có thể dậy được liên tục 30 ngày như vậy. Bây giờ thử chia sẻ từ một thành viên của nhóm 05 xem là sau khoảng gần 30 ngày dậy sớm thì bây giờ điều gì đang diễn ra. Vấn đề dậy sớm là cái điều ác mộng hay không? Mời chị Yên xinh đẹp đi. Vâng, cảm ơn anh chia sẻ của Cường. Nếu chị Yên đâu vậy ạ? Em thì em đang thấy rất là nhiều người comment ở phía dưới Cường ạ. Chị Trang thì bảo là tuyệt vời. Chị Nhung thì bảo là áp suất nhưng mà thấy rất hạnh phúc. Đấy, không biết là Hiên, chị Hiên đâu rồi ạ? Không biết chị Hiên thấy như thế nào? Hiên cô gái rất là nỗ lực cho công việc, nỗ lực nhiều quá còn quên cái việc kiếm người yêu luôn. Mặc dù là rất xinh. Okay, chắc là chị Yên đang cái kết nối nó chưa được ổn định lắm. Thì với em thì dậy lúc 5 giờ sáng thì cũng tốn mất 2 hộp cà phê rồi, rất là khó khăn trong thời gian đầu, nhưng mà có những cái điều nó tuyệt vời nó phải ở chờ cuối. Ban đầu thì những cái điều tuyệt vời được ngụy trang bằng những cái điều khó chịu, là đôi khi chúng ta cứ phải thử thôi. Ok, đó là những cái điều đặc biệt của khóa học X3. Rồi thì sau khi mà đi theo những cái điều mà kể trên thì tổng quan đó là những cái điều không hề dễ dàng, dậy sớm rồi là áp suất rồi là khối lượng học tập rất là nhiều như vậy, cộng thêm là mình cũng có những công việc riêng của mình nữa. Thế thì đi theo những cái điều dễ dàng như vậy thì nó để nhận lại được cái gì? Thì chắc là lát nữa sẽ nhờ khoảng 2 thành viên của nhóm 5 sẽ chia sẻ xem là mình sẽ nhận được cái điều gì sau khi mà trải qua cái gọi là một cuộc chơi nó không, nó gian khổ như vậy. Vâng ạ,
Cảm ơn phần chia sẻ của bạn Cường. Thì anh chị có thể chat xuống cái suy nghĩ của mình được không ạ? Xem là mình ấn tượng với những điều gì trong phần chia sẻ vừa rồi của Cường ạ. Để em sẽ đọc xem mọi người chat xuống gì nhá. Anh Ân thì nhớ là áp suất. Chị Trang rút kết ra là dậy sớm là thói quen của người thành công. Vâng ạ. Chị Trang, ngoài ra chị Trang cũng rút ra thêm là học đúng này. Anh Tiến là đệ nhị thân chất lượng. Chị Nhung là hướng đi đúng quan trọng hơn tốc độ. Anh Ân là đệ nhị thân. Đó, có vẻ như là đệ nhị thân đang là một nguồn động lực rất là lớn trong hành trình mà mình chuyển hóa, đúng không ạ? Cái điều này em thấy là bình thường nhá, ít người chúng ta nghĩ đến, đó là cần phải có một người nào đó, một nhóm người nào đó đồng hành cùng mình, nhưng không phải là kiểu tương tác là tôi tương tác với bạn, bạn tương tác ngược với tôi, mà bây giờ là bạn A tương tác bạn B, bạn B tương tác bạn C lại quay trở lại tương tác bạn A. Nó đi theo cái một chiều, nhưng mà theo hình vòng tròn như vậy, chứ không phải theo hai chiều. Bởi vì nó một cái như thế này anh chị ạ, đó là nếu như mà nam mà tương tác cho nữ, ví dụ như vậy, đệ nhị thân là nữ và nam đi, mình nam quan tâm nữ, nữ lại quan tâm nam, và nhiều khi xảy ra cái suy nghĩ là có tình cảm với nhau, nảy sinh tình cảm ấy. Nên là chúng ta sẽ theo một hướng hoặc một chiều, đó là quan tâm một chiều và chúng ta theo xung quanh hình tròn là đệ nhị thân như vậy. Đấy, hiện tại thì là như với nhóm nam chúng tôi là đệ nhị thân có 3 người, 3 đến 4 người trong một nhóm như vậy, và quan tâm nhau vào mỗi buổi sáng. Đó, gọi điện cho nhau hay trong ngày thời gian nào rảnh thì sẽ hẹn với nhau trước để gọi điện để chia sẻ. Đấy, có điều gì khó khăn thì sẽ đưa ra lời gợi ý, đưa ra cái sự giúp đỡ kịp thời. Anh Ân là tình công sở. Đấy, anh chị nào thấy là đi làm mà có tình công sở chưa ạ? Đấy, đấy chính là cái tiềm tàng, một cái sự tiềm tàng của sự quan tâm hai chiều đấy ạ. Đó, thì đại nhân thân này sẽ có thể tránh được phần nào như vậy. Thì chia sẻ vui là chia sẻ vui với anh chị. Và các anh chị ạ, các anh chị nhớ bạn Cường chứ ạ? Chàng trai này sinh năm 98, đúng không ạ? Và với kết quả mà Cường đã ghi tên lên thì Thủy cũng xin được phép đặt biệt danh cho Cường ngày hôm nay, đó là Cường Giang. Bởi vì cái sức khỏe của bạn ấy quá là dai đi. Bạn có thể chạy một ngày 21 km. Anh chị có thể hình dung chặng đường 21 km, mình đi xe máy là mình mất bao nhiêu tiếng ạ? Chắc cũng phải là tầm 30 phút đúng không ạ? Tầm 30 phút đi xe máy. Đó, vậy mà bạn ấy chạy trong một ngày 21 km. Đó, thì phải là có sức khỏe dai khủng khiếp thì mới hoàn thành được cái điều đấy, cũng như là một cái sự quyết tâm, ý chí. Đó, và những cái sự chia sẻ của Cường thì rất là chi tiết, rất là đầy đủ và đúc kết được nhiều bài học rất là ý nghĩa. Cảm ơn bạn Cường rất nhiều. Và tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng dành tặng hoa để chào đón sự xuất hiện của một bông hoa rất xinh xắn. Đó là chị Trang Tinh Tấn. Chị là một người có cái sự thay đổi trên nhiều mặt sau khi tham gia chương trình này. Và có một cái sự thay đổi được đo cả bằng tiền mặt luôn. Vâng, chị có chia sẻ như vậy. Và để biết kỹ hơn về câu chuyện của chị thì xin mời chị Trang sẽ có đưa ra những câu chuyện này, đưa ra cái bài học mà chị đã đúc kết ra được. Với cảm nhận của Thủy thì chị Trang là một người rất chăm học, chăm làm. Đó, dù hiện tại chị đã có gia đình nhỏ rồi, đã có công việc kinh doanh riêng, nhưng mà chị vẫn đang tham gia nhiều khóa học để liên tục được trau dồi, rèn luyện và ngày càng khám phá ra những cái tiềm năng của bản thân và có một cuộc sống hạnh phúc như chị mong muốn. Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ của chị ấy. Em xin mời chị Trang. Và tiếp theo đó thì em xin được mời anh Tiến này nhé. Vâng, xin mời chị Trang trước ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị em có trong mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Rất là cảm ơn lời giới thiệu của Thủy nha. Thì lần đầu tiên thì mình muốn xin giới thiệu một trước tiên một vài đôi nét về bản thân. Mình tên là Trang, đến từ Hải Phòng. Và hiện nay mình đã có một gia đình nhỏ, có hai bé. Công việc hiện tại của mình là công việc kinh doanh, một shop thời trang. Ngoài ra thì ngoài công việc kinh doanh thì hiện nay mình có tham gia một số các khóa học tại cùng một thời điểm. Nên là khối lượng công việc nó rất là nhiều. Trước khi mà chưa đến với X3 thì thực sự là cái công việc này rất là thấp, hiệu quả rất là thấp. Một ngày hầu như là mình chỉ làm được một vài việc thôi mà có khi là quên việc rất là nhiều. Rồi trong quá trình làm thì hay bị cảm xúc chi phối.
Và một cái từ mà anh em mình hay nói với nhau nó là dễ dươi, đúng không ạ? Ở đây chắc một số các anh chị khách mời thì chưa quen với cái từ này, nhưng mà từ dễ dươi có nghĩa là từ nuông chiều bản thân mình ạ. Lúc thì mình check Facebook, lúc thì lại check tin nhắn Zalo vân vân, là rất mất nhiều thời gian. Thì cũng giống như cái câu chuyện vừa nãy Cường nói, đúng không ạ? Và cái nguyên nhân của nó, và em thấy rằng là đó là do trước đây là em chưa biết lập kế hoạch, mà thực ra là cũng chưa từng lập kế hoạch một cách cho nó chỉnh chu, mà chủ yếu là những cái ngày mà mình có nhiều công việc ấy, thì mình hay để dưới dạng là viết liệt kê to do list. Và sau khi mà được một người bạn trong nhóm gửi cho một cái đường link về lớp X3 năng suất, thì sau khi đọc thông tin về lớp thì mình có cảm thấy rằng là đây là một lớp học rất là áp suất, rất là nhiều thách thức, và mình cảm thấy có lẽ đây sẽ là một cái môi trường để mình được rèn luyện nhiều hơn nữa. Chính vì thế là mình quyết định là đăng ký tham gia lớp X3. Đầu tiên là mới chỉ tham gia lớp miễn phí 5 ngày thôi, đúng không ạ? Sau này thì sau khi học quá 5 ngày xong thì mình cảm thấy ồ, đây là một khóa học thực sự là hữu ích đối với mình. Và mình đã tiếp tục đi vào sâu hơn, đó là vào khóa 30 ngày. Đây là được hiện diện ở đây cùng với các anh chị em mình. Thì sau cuộc thời gian trôi thật là nhanh, bây giờ là cũng hết 30 ngày rồi. Và thực sự là cái kết quả của mình đạt được thì nó đã có từ một vài tuần trước rồi. Sau khi mà đã được các coach, các trainer hướng dẫn làm tỉ mỉ về cái kế hoạch thì mình đã biết cách lập kế hoạch một cách chi tiết, và cái kế hoạch của mình nó rất là người ta gọi là cái từ anh em mình hay gọi đó là hợp nhân duyên đấy ạ, đúng không ạ? Hợp nhân duyên có nghĩa là một ngày cái công việc của mình nó được sắp xếp một cách rất là gọn gàng, và những cái nỗi đau mà mình chăn trở thường trước đây mình hay né tránh thì bây giờ mình đã dám đối diện với nó. Mình đã hàng ngày trong cái bản kế hoạch của mình thì mình liệt kê ra, và mỗi một ngày thì mình sẽ giải quyết một phần trong cái nỗi đau đó. Và chính vì thế mà đến cuối ngày, khi mà cái công việc của mình dù làm rất là nhiều, hiện nay thì tham gia một lúc 3 khóa học nên là cái khối lượng công việc nó cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì nhờ có cái kế hoạch X3 này thì mình thấy rằng là cái năng suất của mình đạt đến hiện nay so với trước là X5 chứ không hẳn là X3 nữa. Và kết quả kinh doanh hiện nay tại Shop Thời Trang hiện nay của mình đó là nó doanh số được nhân đôi so với trước khi mình bước chân vào lớp X3, sau khi mình đã đăng đạt được những cái thành quả sau khi mà biết lập kế hoạch đấy ạ. Mà như vậy là ngoài cái kết quả về năng suất công việc ra thì mình thấy rằng có một điều rất là thú vị ở trong lớp X3, một cái điều phải nói là rất ấn tượng với mình luôn, đó là trong lớp X3 thì luôn luôn có cái sự đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Trong cả nhóm mình, nhóm mình có 9 anh chị em, mà lúc nào cũng cảm thấy rất là vui vẻ, lúc nào anh chị em cũng luôn luôn nâng đỡ, giúp đỡ nhau, và đó là một cái tình cảm rất là quý giá và rất đáng trân trọng. Ngoài ra thì mình cũng tham gia một số các khóa học mà mình thấy rằng là để mà mình có thể được gặp gỡ các cái giáo viên hay là các coach thì thường là mình thường là rất là khó mới có thể gặp gỡ được, nhưng đặc biệt trong cái khóa lớp X3 này thì các coach, các trainer thường như gần như là rất là gần gũi. Lúc là mình cần hỗ trợ là mọi người đều rất là sẵn sàng, nhiệt tình. Mình đã có những lúc mà mình và bạn coach Hiền đã không ăn trưa. Bạn đã dành cả một buổi trưa dành cho mình từ lúc 11 rưỡi cho đến tận lúc 1 giờ. Hai chị em chỉ bạn ấy dành thời gian để chữa kế hoạch cho mình. Mình cảm thấy rất là xúc động. Ngoài ra rất nhiều những cái lần hỗ trợ đặc biệt từ các coach một cách mà đến từ cách rất bất ngờ mà mình cũng không ngờ đến. Tại sao họ như vụt ấy, họ đến thật là nhanh lúc mình đang cần á. Mình cảm thấy thực sự đây là một lớp, một cái khóa học mà thực sự là rất là mọi người đối xử với nhau rất là đáng quý. Nếu như người làm kinh doanh thì mình thấy rằng là thường là mình thấy cũng sự cô đơn, tại vì làm kinh doanh như mình là một mình, chính vì thế cái sự cô đơn nó rất là lớn. Nhưng mà trong khi vào lớp X3 này thì mình cảm thấy là rất là có đồng đội và cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc. Thực sự là rất là cảm ơn mọi người đã nâng đỡ đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian 30 ngày qua. Xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Sau đây thì mình xin nhường lời lại cho bạn Tiến. Xin chào cả nhà. Xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay, đang nghe những phần chia sẻ.
Vâng, xin chào chị Nga, cô Nga vừa xuất hiện như một vị thần sáng thiêng thế, đúng là mình chia sẻ. Đây là vị có thể gọi là vị cứu tinh, nhưng mà mình hay thích gọi là chị Nga ninja hơn. Đấy, vì chị thì hay xuất hiện trong các nhóm của mình, không nói nhiều lắm nhưng mà chỉ có những cái góp ý và quan sát cũng như là chia sẻ rất là chất lượng đến với các anh chị em. Nhưng mà hơi lố một chút, mình sẽ xin giới thiệu với cả nhà sơ chút về bản thân mình. Mình tên là Tiến, mình đến từ Thanh Hóa, hiện đang là trưởng dự án về phim hoạt hình ở công ty cổ phần TTK Hà Nội. Mình có quản lý một đội nhóm khoảng 20 thành viên. Và mục đích của mình khi tham gia đến với khóa học cũng được, và rèn luyện về X3 30 ngày này, thì nó cũng cải thiện về cái năng suất làm việc và lên kế hoạch sao cho hiệu quả. Tuy nhiên sau thời gian đến giờ cũng là những thời gian cuối mà mình thu nhận được những cái kết quả nhất định, cũng có sự tương đồng như các anh chị đã chia sẻ trước. Nhưng với bản thân mình, cá nhân mình, thì cái mình muốn chia sẻ ngày hôm nay nó lại khác hơn một chút, bởi vì kết quả nó tác động đến mình phát hiện ra nó nhiều nhất lại nằm ở cái phần kết nối cảm xúc với chính mình và với mối quan hệ với mọi người xung quanh, đã thay đổi mình rất nhiều. Thì không biết là có ai hay gặp một vấn đề gì đó với sếp hoặc là thành viên đội nhóm khi mà mình quản lý trong công việc không ạ? Tức là có vấn đề gì nó hơi tiêu cực một tí, hơi không dễ chịu một tí, thì mọi người thì comment một được không ạ, để cho mình cảm thấy mình không phải là nạn nhân duy nhất đơn tuổi. Okay, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, thì mình cũng xin phép là chia sẻ một vài cái phần về trước đây và cái kết quả sau khi mình học ấy, thì mình có những sự khác ít nhiều như thế nào. Về trước đây khi mà mình bắt đầu với dự án cho đến làm ấy, thì cá nhân mình cũng như là các anh chị trong đội nhóm mình ấy, là những người rất là tâm huyết, rất là khí thế luôn, ai cũng hừng hực làm việc. Tuy nhiên khi bắt đầu gia tăng đội nhóm thì khi bắt đầu mọi việc nó nhiều hơn lên, tương tác với nhau nhiều hơn, thì mình phát hiện ra là cá nhân mình tự nhiên thấy hay có sự lơ đễnh, thiếu tập trung, ít hoặc là không thường xuyên review xem xét lại mình xem đã làm được cái gì, chưa tự ghi nhận mình đủ nhiều. Nhiều khi mình giúp đỡ ai thì cứ phải là phải ra kết quả hoặc là cái gì đấy nó to to thì mình mới tính, chứ ít khi mình ghi nhận những thứ nhỏ hay là mọi người thấy nhưng mà mình lại cũng không thấy đâu. Rồi đôi lúc mình cũng có hay lo nghĩ cho người khác, lo cho nhân sự nhiều hơn cho mình, xong rồi mình cầu toàn, mình ôm việc luôn, thế là chính mình cảm thấy mệt mỏi, mình thấy rất là áp lực nhá, mình thấy rất là áp lực, mình cảm thấy quá tải luôn, rất là chán nản. Đấy, mình là lead nhưng mà mình tự nhìn thấy cái điều này luôn, thế là thành ra cũng không nói được với ai. Rồi cá nhân mình thì cũng có tham gia những cái khóa học, khóa rèn luyện về phát triển bản thân, mình có thực hành về biết ơn, nhưng mà chính mình lại thường xuyên cảm thấy các sếp xung quanh mình là rất là khó tính, không chịu hiểu cho mình, xong rồi lúc làm việc thì lại hay vượt cấp, rồi có khi mình cảm nhận người khác đang nghi ngờ mình cái gì cũng nên. Đấy, thế là đa phần là mình muốn nói ra nhưng lại không nói ra được, thế là lâu dần tích tụ thì mình cảm thấy rất là dồn nén, sự căng thẳng và ức chế, mấy lần còn cáu cả sếp nữa, xong rồi còn lăm le định nghỉ việc nữa. Mình mà nghỉ việc là dự án thì sẽ toang và nhiều người cũng mất việc ấy, cho nên là chứ mình không sợ về việc mất việc và mất tiền hay gì đâu, cái đấy không phải là cái nặng của mình lắm, nhưng mà nếu mình nghỉ thì tất cả mọi thứ nó sẽ dừng lại hỏng hết. Cái đấy là một kết quả rất là mình bản thân mình không mong muốn, nhưng mà mình cảm thấy nó tù túng quá. Nhiều khi nó cứ bùng phát như vậy. Không có ai từng cáu hay trực xếp phát nào giống như mình không ạ? Đây của báo tí. Ok. Thế nhưng mà đến hiện tại thì rất cảm ơn những cái sự
đồng hành cùng cùng anh chị em trong trong cái nhóm mình đã tham gia khóa học đến giờ gần hết rồi, chỉ còn một hai ngày nữa thôi. Và cũng như là các mentor, các coach đã rất là kiên nhẫn chia sẻ rồi giúp đỡ rồi đồng hành, đến hiện tại thì mình đã đánh giá lại bản thân mình có những sự thay đổi rất là rõ rệt, rất là rõ rệt. Mà chính mình có khi còn thấy ngạc nhiên thôi, ngạc nhiên. Mình thuộc tiếp là rất là thẳng tính, rất là thẳng tính. Đấy. Mọi người, một số các bạn mà quan sát tốt về nhân tướng học gì đấy còn thấy đây lông mày sâu gió này. Thẳng tính này, nói gì nó thẳng đuột luôn. Và tâm mình thì rất là mong có bí cho người khác thôi, nhưng mà nhiều lúc là cũng sẽ cục xúc, thẳng quá thì gãy. Và đến hiện tại thì tự bản thân mình đã quan sát thấy được có một số sự thay đổi rõ ràng như sau, thì cũng chia sẻ với anh chị em một chút, cũng là khoe một chút ạ. Bản thân mình đã có sự quan sát thấy rõ được cái vấn đề và truy ra được cái nguyên nhân từ mình là cái gì. Đấy, thì nó rõ ràng hơn. Từ đó là mình đã có sự điều chỉnh bớt cái sự tham việc này, bớt sự cầu toàn. Và mình cũng cảm thấy là mình được nhàn thân, nhàn cái đầu của mình hơn. Đấy, bắt đầu cảm thấy thoát xác hơn rồi đấy. Thứ hai là khi mình có áp dụng thiền và kaizen trong công việc, có check in với đệ nhị thân thì mình cảm thấy được được hiểu, được lắng nghe và được chia sẻ nhiều hơn hẳn. Thì mình mới phát hiện ra là lâu nay mình cảm thấy tù hay là khéo giống như trầm cảm ấy, là vì mình không có môi trường, không có đồng đội, không có môi trường tam bảo ấy. Môi trường bình thường thì ai cũng có. Giờ thì mình đã có tổ buôn rồi, mình chia sẻ với anh chị em những cái khó khăn, khúc mắc hay là ức chế trong công việc một phần thôi, cũng chưa hết được nhưng mà cũng có nói ra được. Để mọi người cũng nhiệt tình này, cũng có hỗ trợ hết sức, và hay hơn nữa là có những cái giải pháp cũng rất hiệu quả nữa. Khi khi mình có nhận những giải pháp đó mình áp dụng thì mình thấy rất là hiệu quả. Và cái thứ ba đó là khi mà mình làm việc thì mình đã lựa chọn được những cái công việc phù hợp với mình thôi, mình thích nhất, mình phù hợp nhất, và tin tưởng nhân sự bên dưới để mà giao quyền nhiều hơn cho các bạn cơ hội làm và sửa sai. Bản thân mình cũng có những cái kế hoạch để chuyên linh và đồng hành với các bạn sâu sát hơn. Cũng rất hay. Từ đấy ngay trong tuần này thôi mình đã nhận được những phản hồi rất là tích cực và vui vẻ từ các bạn ấy. Cảm thấy cái văn phòng của mình đổi hơn, nó tương tác nhiều hơn hẳn. Mà thực tế có khi mình cũng đã làm gì nhiều đâu, chỉ là mình cảm biết sao. Thì đây mình cảm thấy là đã khi mà tin tưởng các bạn là giao nhiều hơn thôi. Một số cái mới chỉ là tác ý mình tự nói với mình thôi, là mình sẽ tin tưởng và chia sẻ với các bạn nhiều hơn, các bạn ấy có thể làm được. Thế thôi, chứ cũng không phải cái gì cao siêu trong hành chính nhân sự đâu các bạn ạ. Mình không giỏi hành chính nhân sự lắm. Và cái một cái rất là quan trọng mà như lúc nãy các bạn thấy ở trên, vấn đề rất lớn của mình với sếp. Thì đến hiện tại mình thấy là với cấp trên thì chính mình đánh giá được có các cải thiện rất là khả quan nhé. Như là anh em đã có cái buổi rút kinh nghiệm chung, cùng nhìn nhận và đánh giá cao sự cống hiến tâm huyết và kết quả nhất định với tổ chức hiện tại. Đấy. Thứ hai là thống nhất được rõ hơn là số cái buổi họp này, người nhận trách nhiệm công việc gì để tránh chồng chéo và giảm tải cho mình, cho cá nhân mình ấy. Đấy là mọi người đã có sự tham gia nhiều hơn. Và thứ ba là các sếp cũng đã rất tâm lý nhé, cũng thẳng thắn góp ý và nói ra suy nghĩ của các sếp về mình. Có chỗ đánh giá cao nhưng cũng có chỗ là thấy chưa tốt thì cũng nêu ra. Thì điểm này đã cải thiện hẳn hơn so với trước đó là nói chuyện và tương tác của anh em ít. Đấy. Thì đến hiện tại với những cái thay đổi này trong cái môi trường của mình xung quanh ấy, mình quan sát mình nhìn thấy ngay được nhá, khoảng một tuần nửa tuần lại đây thôi, nó khác lắm. Trong khi mình cảm thấy là có khi mình chưa làm gì nhiều lắm đâu, mình chưa làm gì nhiều lắm đâu, có một số cái là tác ý, một số cái là mình nói ra, mình chia sẻ với mọi người trước thì sau đấy mọi người cũng mở lòng hơn với mình, thì thấy kết quả nó cũng sáng sủa hơn rồi, bản thân mình cũng vui tươi, cũng nhẹ lòng hơn rồi. Thì đến hiện tại là mình thấy là tác dụng x3 năng suất công việc tiền bạc ấy thì chưa phải nhiều đâu, nhưng về mối quan hệ của mình thì có lẽ phải
gần x10 đấy các bạn ạ. Bởi vì văn phòng mình có đến gần 30 người cơ. Đội nhóm trực tiếp của mình thì đã 20 rồi. Đấy thì đến hiện tại là những đó là những cái mà mình đã cảm nhận được rồi, có sự chuyển hóa nhất định rồi. Và cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ cũng như là trải dòng của mình. Đấy. Cảm ơn cả nhà một lần nữa. Hôm nay mình xin được mic lại cho MC. Chúng ta cảm ơn mọi người. Vâng, thật sự mà nói thì nếu mà để nói về sự hoạt bát nha và cái năng lượng thì nhóm 5 chắc chắn là sẽ có tên anh Tiến đầu tiên. Bởi vì ngay từ những cái phút giây đầu tiên khi mà join nhóm thì anh Tiến đã là người chủ động kết nối mọi người rồi. Anh là người lúc nào cũng toát lên cái sự vui tươi này, làm việc gì cũng tiên phong và rất trách nhiệm. Thì câu chuyện của anh chắc chắn là sẽ có nhiều điều để cho chúng ta cùng học hỏi, đúng không ạ? Các anh chị có ấn tượng điều gì nhất từ hai câu chuyện của chị Trang và anh Tiến thì mọi người cùng chat xuống khung chat để Thủy và các anh chị được biết đi ạ. Anh chị nhớ nhất về điều gì qua hai câu chuyện này và mình rút ra được bài học gì? Anh Trần Đức Ân là cải thiện mối quan hệ. Anh Tiến là có chat là cảm ơn cả nhà đã lắng nghe rất nhiều ạ, run quá. Mình chia sẻ chân thành bằng cái tâm cho đi thì mọi người sẽ đón vui vẻ đón nhận anh ạ. Em nghĩ là buổi cái bài chia sẻ của anh thì mọi người cũng ra được rất là nhiều những bài học. Chị Hoàng Thị Nhung là x2 doanh thu. x2 doanh thu là của chị Trang ấy. Quá ấn tượng. Còn anh Tiến thì là con số là x10. X10 về hiệu suất, năng suất. Thường là cải thiện năng suất, x2 doanh thu, hạnh phúc hơn. Anh Tiến này, x10 quan hệ, x10 về quan hệ. Chị Nhung cải thiện mối quan hệ với sếp. Anh Biển là thay đổi thói quen, làm việc tập trung, kết nối, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Đó, cái việc chúng ta xây dựng mối quan hệ là một trong bốn cái mối quan tâm trong cuộc sống ngày của chúng ta, trong bốn cái mối quan tâm chính. Chị Trang là x10 mối quan hệ và làm việc tập trung. Dạ vâng, đấy là mọi người đã nhớ được rất là nhiều thông qua hai câu chuyện của chị Trang và anh Tiến. Và bây giờ thì sẽ đến phần giao lưu trực tiếp với các anh chị khách mời để chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Đó, bởi vì có hiểu thì có thương, đúng không ạ? Thì trong bốn hướng tự tâm của chương trình X3 năng suất thì có một lời hứa như thế này. Đó là tôi trung thực tới tận cùng. Vậy nên thì chúng ta sẽ chia sẻ hết những gì chúng ta có về cuộc sống của chúng ta như thế nào và chúng ta đang làm gì để có thể giải quyết những cái lo lắng hàng ngày. Thì anh chị cứ chia sẻ, biết đâu là sau khi chia sẻ xong thì mình lại có một cái duyên nào đó, mình nhận được sự hỗ trợ này, giúp đỡ có ích từ những người đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Đó, mọi người có đồng ý không ạ? Anh chị nào đồng ý thì hãy chat xuống số 1 và ô chat cho em ạ. Vâng. Bây giờ thì em sẽ xin phép, Thủy sẽ xin phép và cảm ơn anh chị rất là nhiều bởi vì đã tương tác với Thủy. Em Thủy sẽ xin phép là mời một khách mời đang hiện diện trong buổi Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Đó, hiện tại là chúng ta đang có 25 thành viên tham gia. Đó, thì Thủy sẽ xin phép được gọi tên anh La Thành. Vâng, xin mời anh La Thành sẽ hiện diện trên Zoom với mọi người, cùng bật cam và mic để giới thiệu bản thân cũng như chia sẻ về câu chuyện về cuộc sống của mình, về những điều mình đang băn khoăn trong hiện tại và cách mà anh đang làm để giải quyết chúng. Đó, để mình có một cuộc sống vui vẻ và thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Đó, xin mời anh La Thành ạ. Em đã thì đã bắt đầu nhìn thấy anh La Thành là bật cam rồi, còn mic nữa thôi. Mọi người hãy tặng hoa dành cho anh La Thành đi ạ. Tặng hoa hoặc tặng tim vào khung chat đi ạ. Để chào đón sự xuất hiện của anh La Thành chia sẻ với mọi người ạ. Anh La Thành có mở được mic không ạ? Có cần em hỗ trợ hay ban tổ chức hỗ trợ không ạ? Xin chào anh mở được mic không ạ? Anh không mở được mic ạ. Vâng. Thì rất là đáng tiếc thì hiện tại anh La Thành là không mở được mic. Vậy thì em sẽ
dành cái sự may mắn này dành cho một anh chị khác nha. Em xin mời anh Nguyễn Minh Đức ạ. Xin mời anh Đức ạ. Anh Đức chắc đang bận gì rồi. Anh Đức nhắn là hơi ồn. Vâng, 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 em cảm ơn anh Đức. Thế thì em hôm bây giờ thì cái suất may mắn này em nghĩ rằng là anh Nguyễn Anh Tú. Thì nghĩ rằng anh Nguyễn Anh Tú sẽ là người đón nhận. Xin mời phần chia sẻ của anh Nguyễn Anh Tú ạ. Anh Nguyễn Anh Tú, thì anh Nguyễn Anh Tú có bật cam rồi mà. Vậy là với ba khách mời của chúng ta thì các anh chị hiện tại đang gặp một chút vấn đề về phần âm thanh, về tiếng ồn. Vậy thì bây giờ người may mắn của chúng ta, em xin được gọi tên anh N086 ạ. Chúng ta đoán là ai chưa ạ? Thành viên của nhóm số 8 trong khóa học X3 năng suất ở khóa 7 của chúng ta. Vâng, em xin mời anh Doãn Ngọc Hiệp ạ. Mọi người cùng dành một tràng vỗ tay và tặng hoa dành cho để chào đón anh Doãn Ngọc Hiệp để chia sẻ với nhóm 5 chúng ta về câu chuyện của anh, để giới thiệu về anh cũng như là những cái trải nghiệm của anh thông qua chương trình 30 ngày X3 năng suất ạ. Xin chào mọi người ạ. Xin phép giới thiệu em tên là Hiệp ạ. Em là bạn của Cường, chắc là do có một số sự nhầm gì đấy là em là bạn là khách mời đấy ạ. Chắc là em biết nhầm nên là mong mọi người thông cảm ạ. Hiện tại chỗ em cũng hơi ổn nên là em xin phép chia sẻ nhanh gọn là rất cảm ơn mọi người đã tạo điều kiện cho em đến đây buổi học ngày hôm nay để em học hỏi được và lắng nghe được những câu chuyện rất là tích cực và giúp em có thể cải thiện bản thân mình. Biết đâu một ngày nào đó là em sẽ tham gia khóa học của mình và trở thành thành viên của khóa học. Em xin phép và cảm ơn. Vâng, một sự hiểu nhầm nho nhỏ chắc là rất là có duyên, bởi vì cách anh Hiệp đặt tên là N086, còn cách ban tổ chức đặt tên là N05X. Đó, mọi người thường là có cái mã số là như vậy. Thế bởi vậy là thì cũng hơi nhầm lẫn một chút. Thì cảm ơn phần chia sẻ của anh Hiệp. Đó. Hôm nay thì anh Hiệp hình như là bạn của Cường đúng không ạ? Rất là cảm ơn anh vì đã tham gia và hiện diện trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì có thể thì có thể đặt câu hỏi thêm cho anh Hiệp là anh có ấn tượng gì? Có ấn tượng gì trong cái phần chia sẻ của Cường cũng như là hai anh chị là anh Tiến và chị Trang vừa rồi không ạ? Mình sẽ chia sẻ ngắn gọn ạ. Thưa chị, là em ấn tượng với phần tìm đúng và người đồng hành. Đến hiện tại thì công việc của em vẫn khá lông bông. Hiện tại em đang là kỹ sư điện, nhưng mà em đã làm ở khá nhiều công ty rồi. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa cảm thấy phù hợp với công ty hiện tại. Là em mới kỷ niệm việc tham gia vào công ty mới, đang trong quá trình bắt đầu. Thì hiện tại ban đầu nó khá khó khăn, chưa tìm được những người đồng hành thực sự với bản thân mình. Thì em mong muốn là em sẽ tìm được con đường đúng đắn và tìm được những người bạn tốt cùng đồng hành với mình về tương lai sau này. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ rất là chân thành của anh Hiệp. Thì để có thể là có một cái lời góp ý nào đấy, biết đâu rằng sẽ có ích cho anh Hiệp, thì em xin phép được mời anh Biền là thành viên của nhóm 5 sẽ có đôi lời chia sẻ với cái tình huống, cái câu chuyện của Hiệp, của anh Hiệp. Anh Biền nhá, em xin mời anh Hiệp ạ. Em xin mời anh Biền ạ. Cảm ơn MC Thủy. Cảm ơn chia sẻ của bạn Hiệp. Thì
mình cũng đã trải qua những cái mong muốn và những cái mà nó đến từ cái việc mà mình tìm đúng con đường, cũng như là đặc biệt là có những người đồng đội hiểu mình, đồng hành cùng với mình. Thì bản thân mình thì hiện tại cũng đang làm việc với 5 đồng đội nữa. Thì cái việc mà khi mà có những người đồng đội mà đồng hành cùng với cái suy nghĩ của mình, cùng với cái tư duy của mình và đồng hành cùng, thì đấy là một cái yếu tố để có thể giúp mình, thứ nhất là gắn bó với cái công việc của mình, hai nó có cái động lực, nó có cái sự tập trung, nó có cái ý nghĩa, có cái niềm vui ở trong công việc. Thì cái yếu tố thứ hai nữa là cái yếu tố tìm đúng. Tìm đúng ở đây nó là tìm đúng về cái công việc của mình, cái niềm đam mê của mình, cái hướng đi của mình. Thì trong cái chia sẻ của Cường nó có một cái nội dung đó là nó rất là đúng, có nghĩa là trong cái hành trình X3 này nó là cái hướng đi đúng, nó quan trọng hơn tốc độ. Cũng như là hay chúng ta cũng gọi một cái câu nữa là lựa chọn đúng thì quan trọng hơn nỗ lực. Thì cũng rất là thấu hiểu cái sự chia sẻ, cái sự mong muốn đến từ bạn Hiệp. Cảm ơn bạn. Nhường mic lại cho MC. Dạ vâng, cảm ơn anh Biển đã có chia sẻ rất là ngắn nhưng mà sâu sắc. Đấy, hy vọng rằng là trên cái hành trình mà anh Hiệp đi tìm cho mình cái niềm đam mê đó, thì anh sẽ thực sự là soi vào cái quan sát bản thân mình nhiều hơn về công việc của mình, về thân tâm trí và những mối quan hệ, xem là mình đang hướng đến điều gì. Đó, thì chút nữa thì ban tổ chức sẽ có gửi phần quà, hy vọng là phần quà đấy sẽ hữu ích cho anh Hiệp. Anh Hiệp đón chờ nhá. Dạ vâng, bây giờ em sẽ xin phép Thủy sẽ xin phép mời thêm một khách mời nữa, sẽ là nữ nha. Đấy, có nam có nữ mới lên xuân đúng không ạ? Thì bây giờ Thủy xin phép mời bạn Thắm ạ. Nghe cái tên này đã thấy là xinh gái rồi đấy. Xin phép mời bạn Thắm ạ. Bạn Thắm sẽ bật cam, bật mic và sẽ có đôi lời chia sẻ ngắn về giới thiệu bản thân cũng như là cái câu chuyện về cuộc sống của bạn nhé. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh chị ạ. Em được lời mời của chị Thủy cũng là một người chị rất là yêu quý của em. Em hơi bị run khi chị gọi tên em. Tại vì hiện tại em vẫn là sinh viên đi học, thế nên là em không có quá nhiều kinh nghiệm để chia sẻ trước nhiều người. Và chắc là em cần phải học thêm nhiều sự tự tin hơn nữa từ chị Thủy của em. Để chia sẻ về qua bài học vừa rồi thì em khá là ấn tượng về quan niệm X10 mối quan hệ. Bởi vì trước đây may mắn em được đồng hành cùng chị Thủy tại công ty, và qua đấy em được tiếp xúc với rất nhiều các bạn sinh viên. Và trước đây em phải nói là em một người rất là ít nói và khó có thể làm quen được với người lạ ạ. Nhưng mà có thể là do yếu tố công việc cũng như là các anh chị khích lệ rất là nhiều, thế nên có thể lấy một ví dụ nho nhỏ là nó hơi không được thực tế lắm, nhưng mà em thấy là qua trên trang Facebook cá nhân của em chẳng hạn, mới bắt đầu thì có thể là một ảnh em đăng lên thì có khoảng mười mấy like thôi, nhưng mà sau khi chị Thủy đào tạo này, rồi sau đó tiếp xúc này, tiếp cận với các bạn sinh viên để tư vấn về các chương trình ấy ạ, thì qua khoảng thời gian đấy thì con số nó tăng lên khoảng 400-300 gì đấy. Em cảm thấy nó ích lên rất là nhiều lần và được gặp nhiều mối quan hệ, nhất là được quen biết với các anh chị mà có trình độ học vấn hoặc là về cái kỹ năng của anh chị rất là tốt như vậy. Còn em thì cảm thấy là hơi tiếc một chút, bởi vì chưa thể đồng hành cùng với chị Thủy được lâu hơn nữa để chị giảng dạy cho em hết những cái gì mà chị Thủy đang có bây giờ. Thế nên là em cảm thấy rất là may mắn được gặp và được nghe chị Thủy chia sẻ cũng như là các anh chị ở trong buổi gặp ngày hôm nay. Em xin hết ạ. Cảm ơn em gái xinh xắn của chị Thủy rất là nhiều nha. Cảm ơn Thắm. Thắm thì là một cô gái rất là ngọt ngào và dễ thương, với con số đường đời là số 5. Đó là luôn kết nối mọi người. Đấy, tôi chia sẻ với anh chị là Thắm thì được cái là có cái gì ăn là cũng mang ra văn phòng mời anh chị, thậm chí là nấu chè, những trưa nắng nấu chè mời ra phòng, mời anh chị mang ra văn phòng mời anh chị ăn. Đó, nên là bạn ấy luôn luôn là một người, tại sao bạn ấy lại quan tâm đến mối quan hệ? Bởi vì bạn ấy chính là một người gọi là đặt trong cái con số 5 là đường, con số đường đời, thì cái việc kết nối mọi người là cái biểu tượng chính. Đó, cảm ơn Thắm rất là nhiều bởi vì em đã tham gia buổi Zoom ngày hôm nay cùng với anh chị nhá.
Đó, mọi người dành tặng cho bạn Thắm một bó hoa hay là một trái tim đi ạ. Chúc cho Thắm sẽ có nhiều thành công hơn trên con đường học tập của em sắp tới. Thì sau khi mà Thắm làm việc cùng với Thủy một thời gian thì bạn ấy đã quay lại với việc học của mình. Đó, và dự định xa hơn là có thể ra nước ngoài. Để chia sẻ với anh chị là như vậy. Vâng, thì ở đây em cũng rất là cảm ơn anh Hiệp và em Thắm đã có những chia sẻ, cũng như là anh Biền cũng đưa ra lời góp ý, lời khuyên đối với câu chuyện của anh Hiệp. Và phần tiếp theo của chương trình thì em cũng xin phép là tiếp tục được mời thêm ba nhân vật rất là tầm cỡ của nhóm Nam, đó là chị Nhung, anh Biền và anh Ân, sẽ chia sẻ câu chuyện hành trình chuyển hóa của anh chị. Thì em xin phép giới thiệu qua đôi nét trước khi chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của anh chị ấy. Với chị Nhung thì chị là một người bác sĩ rất là có tâm đó. Tuy nhiên thì có thể là do cái tính chất công việc của chị là bác sĩ nên là chị dành quá nhiều thời gian cho công việc, cho bệnh nhân của mình, nên bản thân chị chưa nhìn vào, chưa có thời gian để chăm sóc cho sức khỏe của mình. Đấy, chị tham gia cái khóa Ban Năng Suất thì chúng ta nghe tên nghĩ là chỉ công việc thôi đúng không ạ? Đó, nhưng mà tại sao là về vấn đề sức khỏe và chị lại tham gia cái khóa học này, thì liệu rằng là có giúp ích được gì cho chị hay không? Đó là về câu chuyện của chị, chúng tí nữa chúng ta sẽ lắng nghe. À, còn về anh Biền và anh Ân thì Thủy cảm nhận đây là hai người anh gọi là như hai người anh cả, có điều gì thì cũng luôn luôn là chia sẻ với các em, đó, định hướng cho các em, đưa ra những lời góp ý rất là chân thành và thực tế thiết thực, nghe cái là biết làm gì luôn. Chính Thủy cũng là đệ nhị thân của anh Ân nên là Thủy cũng học được từ anh rất là nhiều điều. Và bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu nữa, không để mọi người tò mò nhiều hơn nữa, thì xin phép bắt đầu với Thủy, xin phép được mời chị Nhung sẽ là người lên chia sẻ tiếp theo về câu chuyện hành trình chuyển hóa, làm cách nào để chị có cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Xin mời chị Nhung ạ. Cảm ơn bạn Thủy đã cho mình cơ hội được chia sẻ với tất cả mọi người. Xin chào tất cả các anh chị em ở trong Zoom ngày hôm nay. Trước hết là mình xin giới thiệu, mình tên là Nhung, làm bác sĩ ở một bệnh viện ở Quảng Ninh. Tuy làm về những vụ nghiễm của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhưng lại có vấn đề về sức khỏe mà 30 năm nay không thể giải quyết được. Đấy, đó là cân nặng của mình. Bây giờ mình cao 1m54 nhưng cân nặng của mình có hơn 40 cân thôi. Và đặc biệt đó là cái sức bền trong công việc rất là kém. Ví dụ mà các bạn đi học, các bạn nghe một buổi từ sáng đến trưa các thầy cô, đến tiết 4, tiết 5 vẫn nghe được, nhưng Nhung chỉ nghe được 2 tiết thôi. Thế còn 2 tiết còn lại là cứ lùng bùng ở trong đầu. Vì lấy cái sức khỏe kém là và vì sức bền của mình kém như vậy cho nên làm việc gì cũng dở dương, vì mình mệt mà mình đâu có làm được hết trọn vẹn công việc gì đâu, làm việc gì cũng dở dương, không việc gì ra việc gì cả. Và đây chắc chắn là cũng có một vài anh chị cũng có vấn đề như mình. Thế thì mình cũng đến với X3 cũng giống như Trang ấy, là đến với X3 trong những cái ngày đầu là khóa 5 ngày miễn phí. Thế sau đó thì tiếp tục bước một hành trình thực sự. Trong tuần đầu tiên thấy mọi người đặt kế hoạch là làm hướng về sức khỏe, hướng về công việc. Ngày nào đặt cái ô rất là lớn thì mình cũng làm như vậy. Mình cũng đặt những cái ô rất là lớn về công việc. Thế nhưng trong 6 ngày đầu tiên của tuần đầu tiên đấy thì ngày nào hầu cũng bị fail hết. Trên kế hoạch hầu như không hoàn thành cái ô của mình qua. Nếu có ngày nào hoàn thành thì chỉ được khoảng 50-60% thôi, có nghĩa là cũng mỹ mãn và hài lòng. Thế cho đến cuối cái tuần đầu tiên thì tất cả nhóm gồm có cả mình nữa là 7 người ngồi xoay lại hỏi tại sao lý do mình không hoàn thành, lý do đó là gì, và mọi người đã chăm trở, đã giúp cho mình tìm ra cái nỗi đau của mình. Nỗi đau của mình không phải là về công việc, mà nỗi đau của mình đó là nỗi đau về sức khỏe. Và các bạn biết rằng nếu không có sức khỏe thì có làm cái gì đâu, không làm gì được đúng không? Mình đúng như vậy. Và cái tình trạng này mình để lâu lắm rồi, hàng chục năm nay rồi không cải thiện được. Thế ngay tuần thứ hai thì Nhung bắt đầu lên kế hoạch để cải thiện sức khỏe, bao gồm có một chế độ ăn, bao gồm có một chế độ uống nước, bao gồm có ngày nào cũng phải ít nhất 30 phút thể dục liên tiếp trong vòng một tuần như vậy. Và thưa các bạn là trong vòng một tuần cho đến trong một tuần thứ 7 tuần sau, mình bắt đầu kiểm tra lại. Thì ngay trong tuần đầu tiên mình đã thu được một kết quả rất là ngoạn mục, đó là ngay trong tuần đầu tiên đã tăng được 1 cân. Và thứ hai nữa là sức bền tăng trông thấy, làm việc gì cũng rất là nhanh gọn, rõ ràng đâu ra đấy. Và trước đây thì chia sẻ với anh chị em là mình không chạy được đâu, cứ chạy đó đầu đau rồi. Thế là đọc bài của Cường chia sẻ về cách chạy bộ và cũng được sự động viên của mọi người, thì cho đến cuối tuần đó thì mình đã chạy được liên tục 2 km không ngừng không nghỉ và không cảm thấy mệt. Đấy thì đấy là cái cải thiện về sức khỏe của mình.
hy vọng rằng là cái nỗi đau đó cũng một số anh chị em nếu mà ai có thì mọi người cũng có thể giải quyết được khi chúng ta học X3. Còn một cái nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó về mối quan hệ. Bạn Tiến thì bạn ấy thấy rằng là có cải thiện với mối quan hệ với sếp, nhưng mình thì chắc chắn là ai cũng có, chắc chắn là anh chị em ai đi làm cũng có vấn đề này vấn đề kia với đồng nghiệp đúng không, chắc chắn là chúng ta cũng có những mối quan hệ. Thì xin chia sẻ với mọi người là mình có một mối quan hệ với một đồng nghiệp mà rất nhiều năm nay rồi, vì cái sự hiểu lầm mà hầu như không muốn nhìn mặt nhau, nói thẳng là như thế, không muốn nhìn mặt nhau. Và mình thì không vấn đề gì, nhưng trong tâm của người kia thì chắc chắn là người ta là nghĩ về mình rất là không tốt. Thế thì ngay cái tuần đầu tiên mà mặc học cái khóa miễn phí thì Nhung cũng áp dụng cái phương pháp mà chính Chuyên Đồng Minh đã hướng dẫn cho mình. Mình chỉ tác động vào tâm thức của mình thôi, mình không có tác động đến người kia. Thế ngay sau khi mình làm cái điều đó, xin lỗi một cách rất là chân thành đó, thì ngày hôm sau đến lớp, đến cơ quan, gặp đồng nghiệp, mối quan hệ được cải thiện ngay. Thì mình nghĩ là đó là mình làm đúng, mình đã có hướng đi đúng để cải thiện mối quan hệ. Thực sự là các bạn thực sự là kỳ diệu, bao nhiêu năm nay không cải thiện được. Và cứ đến cơ quan thì các bạn thấy rằng đang nhìn những người mà mình không thích rồi, gây gỗ mình, thì đến cơ quan môi trường làm việc rất là nặng nề và cũng ảnh hưởng đến năng suất. Thì đấy là hai cái hiệu, hai cái kết quả mà mình đạt được sau khi mình đến X3. Và có rất nhiều những cái cải thiện nữa. Tuy nhiên rằng là xin nhường lời cho đại diện thân của mình chia sẻ tiếp. Xin mời Việt ạ. Cảm ơn đệ nhị thân thì cũng chia sẻ với các anh chị là đệ nhị, chị Nhung cũng là đệ nhị thân của mình, là một sự thay đổi thực sự là có thể nói là một sự thay đổi thực sự nó rất là tích cực từ chị, từ những ngày đầu tiên, từ những người chưa bao giờ biết tập thể dục là gì, chưa bao giờ biết chạy là gì, và cái mối quan hệ cũng hoàn toàn thay đổi theo cái chiều hướng tích cực. Thì xin chào các anh chị trong đang có mặt ở trong phòng Zoom. Thì mình cũng xin tự giới thiệu qua, thì mình tên đầy đủ là Phạm Anh Biền, đến từ thành phố Hải Phòng, thì năm nay cũng 30, sinh năm 85, và ngành nghề kinh doanh chính thì hiện nay cũng cùng với một đội nhóm 6 anh chị em, trong đó có cả mình, cũng làm phân phối trong lĩnh vực xe ô tô tại thành phố Hải Phòng, ô tô tải. Thì thực tế thì xuất phát từ cái trăn trở đó là cái việc làm thế nào để cải thiện cái năng suất cá nhân của mình trong công việc, chủ yếu trong công việc trước, và cũng như là cái đội nhóm của mình. Thì chính từ cái trăn trở đấy thì đến với cái hành trình X3 30 ngày. Thì đầu tiên thì nói về năng suất cá nhân, thì liên tục 30 ngày rèn luyện. Thứ nhất là một là thói quen dậy sớm, thứ hai là chạy bộ hàng ngày, thứ ba nữa là liên tục lập kế hoạch và kaizen hàng ngày, và thứ tư nữa là có đệ nhị thân ở bên cạnh mình. Bốn cái thói quen này ba trong vòng 30 ngày liên tục áp suất thì thực tế bản thân nó có những cái thay đổi thực sự nó rất là rõ rệt. Thứ nhất là trong cái việc mà năng suất cá nhân của mình, cái thói quen mà dậy sớm gần như là đã được thực hiện. Trước đây thì cũng muốn phát triển bản thân, cũng muốn dậy sớm, nhưng mà thực tế nó không có môi trường, và thường thì ngày dậy muộn thì ngày dậy sớm. Thứ hai nữa trong công việc, đặc biệt là trước khi mà đến hành trình X3 thì một ngày nhiều khi mà đi làm không biết làm mình làm gì trong cái ngày hôm đó, nó không tìm được cái, khi mà kết thúc một ngày thì mình cũng không biết mình làm được những cái gì, nó không có niềm vui. Và đặc biệt là những cái người đồng hành cùng với mình thì theo mình, khi mà mình không phát triển được, mình không làm gương thì mình không tiến bộ được, thì cái đồng đội của mình đi theo mình thì cũng ì ạch như thế, cũng trồi sụt. Thì sau một cái hành khoảng độ 1-2 tuần thôi, thì khi mà bản thân mình thì sửa mình trước, thì khi mình làm gương bằng cái việc mình chạy bộ hàng ngày, thì cái việc chạy bộ đấy thì cái đồng đội của mình cũng nhìn vào, và đặc biệt là người vợ của mình thì trước đây cũng chả bao giờ tập thể dục cả, không có khái niệm tập thể dục, cũng chả có khái niệm học hành gì. Thì khi mà mình làm gương trước thì một cái điều bất ngờ xảy ra, đó là cái việc mà đầu tiên là bà xã của mình cũng là chạy bộ cùng. Thì đây cũng xin chia sẻ cái một số những cái hình ảnh cho các anh chị cùng có cái cảm hứng đó, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đấy, mới xong là hai vợ chồng bây giờ là cùng nhau chiều nào cũng về chạy bộ. Còn đây là cái hình ảnh team rồi, đặc biệt là rồi đặc biệt là cả team đi chạy bộ ở trên hồ Hoàn Kiếm. Thế là bây giờ là cả công ty là đều chạy bộ. Thì đấy là một cái điều mà mình thấy một cái sự thay đổi
cái sự thay đổi nó hoàn toàn ở trong cái từ cái việc mà mình thay đổi đến thì bà xã mình thay đổi cũng như là đồng đội của mình thay đổi. Thì đó đương nhiên là khi mà thay đổi như thế theo cái tích cực như thế thì năng suất công việc tự nhiên nó nâng lên rồi ạ. Thì đó là cái mà mình chia sẻ nó một vài, tất nhiên thì nó có nhiều cái câu chuyện, có nhiều cái thay đổi nữa, nhưng mà thực tế thì mình thấy rất nó những cái bên cạnh của mình, ngay những người sát sườn của mình. Và cái việc hàng ngày bây giờ đi làm thì khi mình dậy sớm rồi, vì cái việc lập kế hoạch hàng ngày rồi mà nó giải quyết đúng cái nỗi đau của mình rồi, thì cái ngày làm việc hôm đấy thực sự nó rất là niềm vui, có cái sự tập trung và nó ý nghĩa. Và làm việc bây giờ đến công ty nó rất là happy. Đó là cái một vài cái thay đổi, thứ nhất là về cá nhân, về mối quan hệ vợ chồng, cũng như là về đồng đội, về đặc biệt là trong công việc nữa. Đó là một vài cái chia sẻ sau cái hành trình 30 ngày mình cũng có những cái kết quả và đạt được. Cảm ơn các anh chị, như đặc biệt là các anh chị khách mời ngày hôm nay dành thời gian rất là quý báu để lắng nghe những cái chia sẻ của anh chị em trong cái nhóm hành trình 30 ngày. Thì nhường mic lại cho MC, cũng xin cái chia sẻ từ đến từ người anh nữa, là anh Ân, cũng xin mời anh, người anh ở trong team để chia sẻ cái câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho các anh chị trong Zoom. Xin mời anh Ân ạ. Xin chào toàn thể tất cả các anh chị em. Bao nhiêu trong số các anh chị mình thấy cái phần chia sẻ của anh Viền rất là thú vị. Comment số 5 được các anh chị. Một câu chuyện không chỉ là mình thay đổi được cái cá nhân của mình, mà mình còn thay đổi được cho đội nhóm, thay đổi được cho gia đình của mình. Thì đó là điều rất là tuyệt vời. Như vậy nãy giờ là chúng ta đã nghe được phần chia sẻ của 4 thành viên rồi, 4 câu chuyện khác nhau. Vậy thì qua 4 cái câu chuyện này, các bạn đúc kết ra được một cái từ khóa nào không? Một cái từ khóa, một cái tư duy nào đó để mình ra ngoài mình áp dụng. Mình đã bỏ ra cần hơn 1 tiếng rồi, hơn 1 tiếng đồng hồ để tham gia cái Zoom này. Vậy thì mình phải có một cái keyword, một cái từ khóa nào đó để mình ra mình áp dụng, mình thay đổi cho bản thân mình. Đó, và mình cải thiện được hiệu suất, mình cải thiện mối quan hệ. Đó là từ khóa gì nãy các bạn học được. Chúng ta comment một từ khóa đi, một từ khóa của bạn thấy hôm nay mình tâm đắc, mình có thể đem vào áp dụng. Xuyên suốt trong những cái phần trình bày vừa rồi các bạn, đệ nhị thân, bạn Thủy đệ nhị thân, còn bạn nào nữa không? Khó quá, chị Nhung khó quá. Thì mình cũng xin đúc kết lại một cái chìa khóa trong xuyên suốt những câu chuyện của các thành viên, mà từ khóa này cũng giải thích, nó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của cái buổi talk show hôm nay, là làm thế nào để sống một ngày ý nghĩa và trọn vẹn. Bạn nào mong muốn nghe từ khóa này để chúng ta đúc kết ra để mình áp dụng, vào các bạn comment số 9 đi các bạn. Số 9 đi. Cảm ơn tất cả các bạn. Rất là năng lượng. Từ khóa mà mình muốn các bạn ghi nhớ ngày hôm nay đó là hướng đi đúng quan trọng hơn tốc độ. Hướng đi đúng quan trọng tốc độ các bạn. Lựa chọn hơn nỗ lực. Và chúng ta có thể nghe là do the right thing first, sau đó do things right. Chúng ta phải làm việc đúng trước, sau đó chúng ta hãy làm đúng cách sau. Chúng ta làm một việc đúng cho dù nó chậm, nhưng mà chúng ta vẫn về tới đích. Nhưng mà chúng ta chọn sai, chúng ta đi càng sai hướng thì như thế nào các bạn? Càng sai chúng ta đi càng sai nhanh hơn. Giống như chúng ta thường hay nói là mình chọn sai hướng là mình thiếu hiểu biết, đúng không? Mà thiếu hiểu biết mà cộng với nhiệt tình thì là thành cái gì các bạn? Nó dành ra là phá hoại. Cái tư duy này nó ứng dụng rất là nhiều nha các bạn. Ứng dụng rất nhiều, nó đơn giản đó, nhưng mà ứng dụng nó thiên biến vạn hóa luôn. Bây giờ mình ví dụ như là mình trong cái môn thể thao đi, mình đánh võ đi, những người không biết đánh vô là bay vô mà đá đấm túi bụi, đúng không? Nhưng mà những người họ biết, họ chỉ cần quýnh một phát một cái là mình nằm liền. Đó là mình họ chọn ra cái điểm hiểm nhất, cái nguyệt, họ đánh vô một cái là mình nằm liền. Rồi trong đá banh thì các bạn thấy sao? Chứ đâu phải chúng ta phải tấn công là chúng ta phải chọn biết cái hướng nào để tấn công, đúng không? Đối thủ đang yếu cánh trái hay là yếu cánh phải, hay là yếu vị trí nào, yếu trung khu trung lộ, thì chúng ta tấn công ở vị trí đó. Thì cái người huấn luyện viên, cái người thấy được cái điều đó
à, thì chúng ta dồn sức vào đó, công phá vào đó thì chắc chắn chúng ta chiến thắng. À, giống như cái đội tuyển Việt Nam mà chúng ta có một huấn luyện viên rất là tài năng lắm, thầy Park Hang-seo là đã có những cái tính toán chiến lược rất hay và đưa bóng đá lên một tầm cao mới luôn. Còn trong bán hàng thì mình ứng dụng như thế nào các bạn? Trong bán hàng mình ứng dụng như thế nào? Các bạn đây có các bạn nào làm bán hàng đúng là comment số 1 đi. Trong bán hàng các bạn thấy có cái từ khóa rất là hay là tử huệ cảm xúc. Tử huệ cảm xúc các bạn bấm comment tử huệ cảm xúc đi các bạn. Thì chúng ta nói cho hay nhưng mà chúng ta không có điểm trúng huệ thì khán giả nói là em nói rất hay để anh suy nghĩ lại, đúng không? Nhưng mà là nói đúng ngay cái tử huệ đó là ok, là chốt luôn, chốt sale luôn. Không cần phải nói lan man các bạn. Đó. Cho nên nó ứng dụng rất là nhiều thiên biến dạng hóa. Và trong X3 đó là nó ứng dụng nào, nó là chọn đúng việc để làm. Mỗi ngày chúng ta có nhiều việc các bạn. Việc gia đình, việc bản thân, việc bạn bè, công việc rất là nhiều. Nhưng mà đâu phải chúng ta phải là giải quyết hết tất cả các công việc đó, đúng không các bạn? Mình mới chọn ra một công việc quan trọng nhất. À, quan trọng nhất để khi mình giải quyết được công việc đó thì trong một ngày đó chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng, mãn nguyện và sống trọn vẹn. Đó. Thì mỗi thành viên trong nhóm thì bắt đầu một ngày đều phải ngồi thiền tĩnh tâm, lắng tâm quan sát lại xem cái tâm mình hôm nay nó đang trăn trở điều gì, nó đang quyến luyến điều gì, nó còn có vấn đề gì chưa giải quyết. Đó. Thì chúng ta sẽ nhận diện được nó và chúng ta sẽ chọn giải quyết nó. Đó, để chúng ta dành làm một ngày rất là trọn vẹn. Nếu chúng ta giải quyết được công việc của mình thì dĩ nhiên năng suất sẽ cao, sức khỏe sẽ cải thiện. Như là chị Nhung, chị là một bác sĩ, chị gặp vấn đề sức khỏe nhưng mà chị đã không chọn cái vấn đề sức khỏe làm ưu tiên mà chỉ chọn cái công việc, chỉ chọn làm mình hoàn thành việc. Do đó cái nỗi đau sức khỏe nó tồn tại dai dẳng ngày này qua ngày khác. Nhưng mà đến khi chị học được X3, chị thấy được cái vấn đề mà chỉ cần giải quyết, chỉ lên kế hoạch chỉ giải quyết nó thì sức khỏe là tự nhiên tăng lên, đúng không? Rồi mối quan hệ của chị với đồng nghiệp cũng được cải thiện luôn, cải thiện rất là nhiều. Đó. Cho nên thì nhưng mà vì vậy thì cái nếu mà chúng ta chọn công việc sai thì cho dù chúng ta có làm đúng như nữa thì chúng ta cũng không thấy mãn nguyện mà càng làm thì chúng ta là càng sai, đúng không ạ? Ở đây là chia sẻ của mình để mình đúc kết lại cái buổi học ngày hôm nay. Thì xin chúc các bạn có một cái bài học để mình ra mình ứng dụng, để mình x3 năng suất, x3 đúng không ngại, và thậm chí x lên nhiều lần nữa. Xin nhường lời lại cho MC. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Em cảm ơn phần chia sẻ rất là chân thành và đúc kết ra được nhiều bài học từ anh Ân đó. Và đúng là anh gần như là tóm gọn được, đúc kết được nhiều bài học từ các anh chị, bốn anh chị ở phía trước chia sẻ. Thì em cũng xin đọc lên đây một vài lời nhắn gửi từ khách mời của chúng ta trong khung chat đó. Từ bạn Hiệp là bạn vừa nãy mình có lắng nghe chia sẻ câu chuyện của bạn đấy ạ. Thì bạn có gửi đến chị Nhung là một người bác sĩ đảm bảo sức khỏe cho mọi người nhưng lại không đảm bảo được sức khỏe cho bản thân. Mong chị sớm cải thiện sức khỏe để đem đến sức khỏe cho mọi người ạ. Rất là cảm ơn bạn Hiệp. Ở đây thì chúng ta cũng nhận được thấy rất là nhiều sự chúc mừng cho chị Nhung, cho anh Biền và cho anh Ân. Bạn Hiệp còn có một câu hỏi dành cho Cường, đó là Cường chia sẻ bí quyết chạy bộ ở đâu. Dạo này thì Hiệp cũng đang không còn duy trì được thói quen chạy bộ nữa. Thì chút nữa Cường có thể gửi lại cho Hiệp cái tin nhắn về bí quyết chạy bộ nhá. Cảm ơn. Ok, cảm ơn Cường. Đấy, mọi người cũng có chúc mừng cho những cái sự nỗ lực, cho cái hướng đi đúng của và có một cái nữa là gọi từ huyệt cảm xúc mà anh Ân đã chia sẻ. Anh Ân thì đúc kết ngắn gọn, hay quá anh Ân. Anh Tiến đã gửi lời nhắn đến anh Ân đấy ạ. Đúng là anh và anh Ân cũng có gửi lời cảm ơn cả nhà đã tham dự đầy đủ đến giờ phút này. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều bởi vì chúng ta vẫn còn hiện diện với nhau tại đây bây giờ.
Và phần tiếp theo thì Thủy xin được gọi là dành tặng cái phần quà mà Thủy đã nói ngay từ đầu với các anh chị. Đó, thì quà tặng của chúng ta bao gồm có 3 quà tặng nha. Và 3 quà tặng này, quà tặng thứ nhất đó là một chuỗi 7 video giá trị bí quyết tăng thu nhập x3 khi giá xăng đang tăng x2. Mọi người biết rằng bây giờ giá xăng đang tăng lên thì nhiều nhưng mà giảm đi thì ít đúng không ạ? Vừa giảm xuống được 28-29.000 thì bây giờ đã tăng lên hơn 30.000 rồi. Đấy, vậy thì làm sao trong cái thời buổi giá xăng tăng, giá ga tăng, một bình ga đã hơn 500.000, đấy là thực tế của chúng ta đúng không ạ? Cuộc sống đấy. Vậy thì làm thế nào chúng ta tăng thu nhập để có thể là giải quyết được những vấn đề về kinh tế đang diễn ra hàng ngày. Đó. Cái thứ hai đó là bí quyết xây dựng đội ngũ. Ở đây thì mình nhìn thấy, thì nhìn thấy là có các anh chị đang là quản lý, đang là chủ doanh nghiệp, đang là nhân viên, đang là sinh viên, thì mỗi một người đó hiện tại sẽ có mối quan hệ xung quanh mình đúng không ạ? Quan hệ trong công ty, nghiệp hay là quan hệ trong môi trường học tập của mình. Đó, thì làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ kết nối được nhiều người với nhau, và từ đó chúng ta sẽ được cộng hưởng từ năm người đó, chung mình cộng với 5 người xung quanh chúng ta chính là tính cách. Chị Hiên tắt mic tụi em nha. Và thứ ba nữa có thì sẽ chia sẻ ngắn là thứ ba, video thứ ba là có thể đập tan được cái sự trì hoãn đó, trì hoãn là không dậy sớm, trì hoãn không tập thể dục, trì hoãn không làm việc, trì hoãn không hoàn thành bài tập đó, thì sẽ có cách nào để chúng ta đập tan được sự trì hoãn đấy. Rồi video sẽ nói về sức mạnh của sự định tâm đó, nghe nội dung khá là mới đúng không ạ? Thì tất cả là chuỗi bảy video này sẽ được gửi tặng cho anh chị đó sau khi chương trình kết thúc. Và quà tặng thứ hai là số x3 năng suất, thì cái này cũng sẽ được gửi tận tay cho anh chị sau khi chương trình kết thúc để anh chị có thể ứng dụng cách nhanh nhất. Về cái thứ nhất là mình có hình dung ra, mình nhìn thấy cái sản phẩm đó này, mình nhìn thấy số x3 năng suất như nào, và mình có thể ứng dụng nó vào chính cái việc là lập kế hoạch và việc kaizen cho mình hàng ngày. Đó, trước mỗi ngày mình sẽ lập kế hoạch vào có thể buổi tối hoặc sáng sớm, nhưng mà khuyên là mọi người nên lập vào buổi tối. Trước khi lập kế hoạch chúng ta sẽ kaizen ngày hôm nay mình đã làm gì, đó, so với mục tiêu thì mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm, nguyên nhân mình đang gặp khó khăn hay nguyên nhân mình đang gặp vấn đề hay là nguyên nhân của sự thành công là gì, mình sẽ ghi ra hết. Đó, ở đây anh Việt có đang chia sẻ đây rồi ạ. Đấy chính là template, là sổ x3 năng suất. Đó, và mình có rút ra được bài học gì sau khi mà mình nhìn ra được cái vấn đề, cái nguyên nhân đó, để mình có thể là cải tiến cho ngày hôm sau. Đó, bài học có ích của mình là gì, hành động tiếp theo của mình là gì. Đó, tiếp theo nữa, sau khi kaizen xong là chúng ta sẽ lập kế hoạch. Lập kế hoạch chúng ta sẽ có lập kế hoạch theo lịch cố định. Mọi người lưu ý là những cái lịch nào được gọi là lịch cố định là khi mà chúng ta đã có một cái lời hứa với bạn bè, với gia đình, với đồng nghiệp hay với bất kỳ ai là mình sẽ thực hiện một công việc này với họ trong khoảng thời gian này, thì mình sẽ ghi ra những lịch cố định đó. Và chú ý rằng những cái lịch này nếu như chúng ta không làm thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta. Còn lịch nào mà cũng quan trọng nhưng mà không thực hiện nó là cũng không, chưa có ảnh hưởng đến cái uy tín của mình, thì mình chưa cần ghi vào bộ. Nó mình có thể để sang một cái trang ở bên cạnh. Chút nữa mình sẽ động lại, sẽ sờ lại với nó. Đấy, thì sau khi đi ghi được lịch cố định rồi thì chúng ta sẽ ghi xuống dưới, sẽ xem xuống phần bước thứ tư ấy ạ. Đó, là chúng ta sẽ xem là chúng ta tìm sâu trong nỗi đau của mình là gì. Sẽ có 4 cái nỗi đau chính anh chị ạ. Một là về công việc mình có vấn đề gì không, dạo này mình đang có gặp khó khăn gì không. Đấy, hai là về thân tâm trí. Đây có 3 nội dung là thân, tâm trí. Về thân là về sức khỏe, tâm là về cảm xúc của mình, trí là về cái suy nghĩ, cái kiến thức của mình như thế nào, mình có hài lòng về nó hay mình gặp vấn đề gì về cái phần đấy. Và về mối quan hệ, về mối quan hệ ở đây là với mối quan hệ với mọi người xung quanh, với gia đình này, với bố mẹ, với con cái, với người yêu, với chồng, với đồng nghiệp hay là với chính bản thân mình cũng là một dạng mối quan hệ đó. Mình sẽ soi tất cả những cái vấn đề của mình và mình ghi hết ra. Đấy, rồi một cái nữa là cống hiến. Một trong 4 cái đó là cống hiến. Cống hiến này thì thường là anh chị khi mà mình mong muốn là gieo hạt ấy ạ. Mình mong muốn là gieo hạt thì sau này mình có thể là nhận lại. Khi mình gieo hạt là mình đang là tạo nhân đúng không? Sau mình sẽ có thu lại được kết quả trong tương lai. Đó thì mình quan tâm đến cống hiến. Thì mình sẽ ghi tất cả những cái nỗi đau của mình ra trong cái template này. Đấy, mỗi ngày sẽ là một cái sheet mới nha. Đó,
Và khi mà mình tìm được nỗi đau rồi, mình sẽ tìm ra là nguyên nhân của nỗi đau này là gì. Thường thì chúng ta sẽ có nguyên nhân từ tham hay là từ si. Đó, tham là chúng ta ví dụ như tham làm quá này, tham làm nhiều việc quá đấy, không để không không chú ý sức khỏe, ví dụ như vậy. Hay là si, si tức là chúng ta chưa biết làm một cái gì đấy, chưa hiểu một cái gì đấy đó, hay là có thể lý do gì khác, anh chị cứ liệt kê hết ra. Và từ đấy thì mình sẽ chọn ra một cái nỗi đau lớn nhất, mình tô đậm nó lên, có thể mình đổi màu nó đi đó, thì mình sẽ giải quyết chọn nó để làm cái tiêu điểm cho ngày hôm nay của mình. Thì em với Thủy cũng lưu ý cho anh chị, khi chọn cái tiêu điểm thì anh chị có thể là dựa trên cái thời gian, quỹ thời gian một ngày của mình, xem mình có bao nhiêu thời gian để mình lựa chọn tiêu điểm cho phù hợp. Tiêu điểm chính là ô, còn ba cái KR chính là kết quả then chốt, mình làm ba cái việc gì chính để có thể hoàn thành được cái ô, chính là cái tiêu điểm này. Ví dụ như là về vấn đề sức khỏe của chị Nhung chẳng hạn, đấy, chị Nhung lựa chọn cái tiêu điểm ngày hôm nay là ăn ngủ đúng giờ. Đấy, vậy thì ăn ngủ đúng giờ để có một cái tinh thần khỏe mạnh. Đấy, ví dụ tiêu điểm của chị là như thế. Nó có cái sự truyền cảm hứng đúng không ạ? Tinh thần khỏe mạnh này. Thì KR ở đây đầu tiên là việc ăn. Ăn ngủ đúng giờ thì những cái lịch trình cố định của chị thì sẽ không nằm trong cái khung thời gian mà chị ăn, ví dụ là không nằm trong khung thời gian nghỉ trưa của chị này, không nằm trong khung thời gian nghỉ buổi tối của chị này. Đấy, và hoàn thành công việc trước 23 giờ chẳng hạn để có thể đi ngủ sớm. Đấy, và cốc dinh dưỡng là như thế nào, luyện tập là như thế nào. Đó, thì ví dụ là như vậy. Thì khi mà ban tổ chức có tặng cho anh chị sổ này, thì ở đây trong buổi chia sẻ của ngày hôm nay chúng ta có thời gian ngắn hạn thôi, không thể nào mà trong 1 tiếng rưỡi mà có thể là nói hết tất cả và hướng dẫn cho anh chị chi tiết được. Thì anh chị có thể là liên hệ với người bạn của mình, người mà đã mời anh chị tham gia buổi Zoom ngày hôm nay, để hỏi kỹ hơn về cách làm, về cách ứng dụng cái sổ X3 năng suất. Và thì tin chắc rằng là khi mà anh chị đã hiểu được rồi và ứng dụng cái việc này, ứng dụng cái sổ X3 năng suất vào trong cái cuộc sống của mình ấy, anh chị sẽ cảm thấy là rất là thoải mái, rất là hài lòng với một ngày làm việc của mình. Đó. Và quan thứ ba thì đây là cũng một cái quà tặng từ một người chị rất là dễ thương, đó là chị Hiên. Đó, chị Hiên của nhóm 5. Thì chị cũng có một phần quà, đó là một cuốn sách. Đó là cuốn sách tên là The One Thing. Đó, một điều duy nhất. Thì cuốn sách này sẽ tặng cho khách mời có tương tác nhiệt tình nhất. Vâng, sẽ có tương tác nhiệt tình nhất thì xin được sự bầu chọn của tất cả mọi người. Đấy. Và trong khung chat mọi người sẽ bầu chọn ra một cái tên. Và chúng ta sẽ đếm số lượng xem là cái tên nào được xuất hiện nhiều nhất, khách mời nào được xuất hiện nhiều nhất trong khung chat thì sẽ được nhận phần quà đặc biệt này. Chỉ có duy nhất một cuốn thôi ạ. Đó, xin mời anh chị comment. Chị nha, chị Nhung, anh Ân, chúng ta dành phần quà cho khách mời anh chị ạ. Chị Nhung có chia sẻ là bài học của chị hôm nay chạy nhiều thì chân to ra nhé. Đây chính là hình ảnh cuốn sách đây ạ, chính xác. The One Thing, điều ý nghĩa nhất. Đấy. Ẩn thất hiện đúng không ạ? Em bầu bạn Hiệp nha. Vâng, bạn Hiệp đã được bầu 1 vote rồi ạ. Xin mời các anh chị bầu tiếp ạ. Hôm nay chúng ta có tương tác với bạn Hiệp đúng không ạ? Bạn Hiệp này, bạn Hằng này, bạn Thắm này. Còn cái tên nào mà em đang bỏ sót không ạ? À, còn ai không ạ? Ai chà. Có vẻ như là sau buổi ngày hôm nay là Hiệp đã có một fan club rồi đấy ạ. Vâng, em đang nhìn thấy cái tên tương tác. Hình như anh Tiến, hình như bạn Hiệp tương tác thường xuyên nhất. Wow, thôi, thế thì là chúng ta biết giải thưởng. Gọi là hoa hậu của chúng ta ngày hôm nay là ai rồi ạ? Vâng, xin được chúc mừng. Con trai thì không nên dùng hoa hậu đúng không ạ? Nam Vương của chương trình tối nay của chúng ta xin được gọi tên anh Doãn Ngọc Hiệp. Mọi người xin dành một tràng vỗ tay và chúc mừng anh đã giành được phần quà duy nhất của ngày hôm nay ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Cảm ơn bạn Hiệp rất là nhiều.
Đấy, chúng ta cho đi đúng không ạ? Chúng ta cứ gieo nhân thôi, biết đâu cái quả bất ngờ lại đến. Đó, có ai biết là cuối chương trình thì được tặng một cuốn sách hay như vậy đâu, chỉ duy nhất một người. Vâng, và hôm nay thì chương trình của ban tổ chức đến đây xin được khép lại. Trước khi chúng ta chung nhau ngủ ngon thì Thủy rất là mong là chúng ta sẽ cùng chụp với nhau lưu niệm. Xin chào bạn Hà nhá. Chúng ta sẽ cùng chụp với nhau bức ảnh lưu niệm. Đó, thì xin mời các anh chị hãy bật cam và chúng ta sẽ cùng chụp ảnh. Em xin mời anh Miền sẽ hỗ trợ em phần chụp ảnh nhá. Xin mời anh chị. Rồi cả nhà bật cam, xin mời cả nhà bật cam. Cười tươi ạ. Em chụp nha. Một. Đâu để em bật lên. Vâng, mọi người thả tim giúp em nha. Mọi người cả nhà thả tim ạ. Tim ở đâu nhỉ? Chỗ reaction đấy ạ. Đâu rồi? Đấy. Mọi người đồng loạt thả tim, em nhìn thấy rất là nhiều tim rồi. Máy em đâu? Trái tim thể hiện ra tình yêu thương mọi người ạ. Mọi người cười. Rồi, cảm ơn cả nhà. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức thì chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả các anh chị đã bớt thời gian quý báu của mình ngày hôm nay để cùng tương tác, cùng hiện diện trong phòng Zoom của nhóm 5 để lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện và đúc kết được ra những bài học để chúng ta có thể x3 được năng suất, x3 được cuộc sống, x3 được hạnh phúc và có những ngày trọn vẹn và ý nghĩa. Vâng, cảm ơn chị Nhung. Chúc mọi người sẽ có giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào Thủy, chào Tiến, chào Cường, chào Hiền, chào Hiên, chào Biên, chào Lâm, cảm ơn Tiến, chào Hiền, chào Lê Đức, chào Tiến nha. Chào Lợi, chào Nhung, chào Nhân, chào Hà Nguyễn, chào Tiến. Chào ấy, thì mình đứng đấy. Sáng mai à. Anh Lợi, chào anh Hà. Chào Hiệp. Chào Giang. Giang. Chào chào chị Loan. Chào chị Loan nha. Xin chào mentor. Xin chào Hiệp. Mới thấy được mặt mentor nữa. Người người chúng mình có mở mặt không mentor. Mình chắc là mình trong mình nói mình thật là năng suất. Cảm ơn mọi nhóm mình quá, xuất sắc quá. Được một công việc và cũng như là đội nhóm thật là tinh tấn để cùng phát triển nha. Bây giờ phải mic là chị Loan nãy giờ không đi đâu. Nãy chị Loan ảnh dành. Hôm nay em đi làm về muộn. 8 giờ kém mới bắt đầu từ cơ quan về. Đi đường là vẫn tranh thủ nghe của mọi người, nhưng mà lúc về gần đến nhà thì là còn phải lo cho bọn trẻ con giờ mới xong. Đâu nhỉ, anh Biển ơi. Thường thế nhỉ, nhưng mà anh đây. Thường cũng phải là còn khách mới thì anh mời các bạn ra em với ạ. Không biết các bạn còn ở đây không? Còn Hà với Vũ ạ. Này, cái vụ quà là chốt như nào đấy? Quà là thì lên nhóm chị ạ. Và quà thì em có gói trong file ạ. Nó chỉ phát sinh một cái phần quà là vẫn là cái chuỗi 7 video chị gửi nè. Sổ x3 năng suất nè. Và một món quà cho một khách mời tương tác gửi chưa? Bây giờ đây em gửi lên nhóm luôn nha. Rồi, sau đó hôm thì nhờ Tiến nhé. Tiến lấy cái format. Hôm nay trước tiên cho em gửi lời xin lỗi cả nhóm. Cho em xin lỗi. Không sao. Tiến ơi, sau đó Tiến lấy cái banner là một cái cuối cùng là làm cái thư cảm ơn nhá, gửi trong nhóm để cảm ơn mọi người nhá. Banner cảm ơn ạ. Ok, đây để em gửi quà lên cho mọi người nha. Hôm nay mình gặp nhau tiếp nha mọi người. Hình như nghe có đá banh đó. Nghe Hiệp nói có đá banh bây giờ mới nhớ. Cảm ơn Hiệp. Hiệp rất là thân thiện. Ôi, đầu tiên em nghe giọng giống Cường luôn cơ. Cường hai anh em hả? Hai anh em bằng tuổi. Cùng nhiệt tình, cùng rất là
năng lượng, năng nổ. À, chuẩn bị check in thôi bà con. Check in à? Chúc mừng cả nhà. Vậy là chúng ta chỉ còn một ngày nữa thôi. Ôi, tưởng ngày mai vẫn check in lại nhiều hơn bình thường chứ ạ? Vừa chứ nghe chị Trang cũng gần gần giống chị Nga rồi đấy. Sao? Nghe thấy tiếng bằng vai rồi là cũng tiếng tức là cũng có sự nghiêm khắc nhất định này và cũng chất giọng nó hơi giống ấy. Hơi nghiêm. Thank you em Tiến, rồi xúc động quá. Nhưng mà giờ cậu nghe nghiêm rồi thấy hay, thích ấy. Bây giờ lên không thấy đâu để thấy nhớ.